Vâng, thưa các bạn, mình đang phát trực tiếp tại thành phố Buôn Ma Thuột, khu gọi là vườn hoa tại quảng trường thành phố Buôn Ma Thuột để review tất cả những cái buổi bán hoa của tại thành phố Buôn Ma Thuột. Vâng, cái chợ hoa gọi là chợ hoa Tết thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Bây giờ mình xin thưa các bạn, hôm nay mình xin làm cái video là trực tiếp cái vườn hoa của thành phố Buôn Ma Thuột. Vâng, xin thưa các bạn, đây là mình review. Vâng, xin hân hạnh một bạn đã vào cái đường like của Thanh Long Vlog. Thì xin thưa các bạn là xin rất hân hạnh được ba bạn. Mình chúc cha Hiếu Kiên Giang. Vâng, rất hân hạnh chào Hiếu Kiên Giang đã vào đường like của Thanh Long. Vâng, chào bạn đã về ủng hộ cái về hỗ trợ cái đường like của Thanh Long. Mình xin thân chào ba bạn. Vâng, ba bạn mà đã có một bạn là đã có cái bàn tay yêu thương. Vâng, mình xin quay hết cái quang cảnh lên nha các bạn. Rồi tí nữa mình sẽ quay chi tiết cho các bạn biết là cái khung cảnh của thành phố Buôn Ma Thuột lúc bây giờ là mấy giờ hơn của tại quảng trường hoa. Vâng, đây là quảng trường hoa. Cái chỗ này là chỗ bán pháo hoa nha các bạn. Vâng, chỗ bán pháo hoa đây là quảng trường. Vâng, mình quên đem cái tay phone rồi các bạn ơi. Vâng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Vâng, đây là chung quanh quang cảnh. Và mình sẽ đi coi cây mai lớn nhất ở tại đây nha các bạn. Mình sẽ review chi tiết những cái gốc cây đẹp và cái quang cảnh của cái chợ hoa. Vâng, xin hân hạnh các bạn là đây cây mai to nhất, cao khoảng 6 mét các bạn. Cây này cao khoảng 6 mét đó các bạn, 6 mét, cái gốc nó khoảng 25 cm và chưa nở. Vâng, rất hân hạnh chào các bạn đã vào đường like. Đây là những cái cây là cây si các bạn. Cây si đường kính của nó dưới gốc chắc khoảng 40 các bạn. Vâng, mình sẽ quay cái khách sạn biệt điện của thành phố Buôn Ma Thuột đó các bạn, khách sạn biệt điện thành phố Buôn Ma Thuột. Và đây là những cái cây bonsai. Vâng, rất nhiều cây bonsai mà không biết cái đây là ở đâu đem về các bạn. Rất nhiều cây bonsai mà như cây này là cây hình như mai, không phải mai chứng thủy các bạn. Cây này cây gì mình cũng các bạn thấy rất đẹp chưa. Vâng, rất thân chào các bạn. Đây là cây, đây là cây gì mà cây này cây gì mà có khác quá các bạn ơi, đẹp quá các bạn ơi. Cây này gì không có lá. Vâng, không thấy lá các bạn. Cây này cây gì chú, không biết hả? Vâng, xin ra thưa các bạn, mình cũng đang mò thứ cái tay phone lúc nãy mình có đem mà. Cây này đường kính của nó cũng có 25 cm đó các bạn. Mình với tay lên mới tới những cái chùm hoa các bạn, nó cũng có nữa một hai đố hoa Tết rồi đó. Vâng, mình xin đi review cái chợ hoa Tết. Tuy rằng cũng có cháu ơi, chú nói một chút gì cái vườn hoa của mình ở đâu đem lên không? Chú nói một tí, chú mời các ý là cháu mướn khẩu trang, cháu đứng đây nói mình ý cũng giống như mình ở đâu mình tới mình bán vậy. Chú con là chú Nấm Xanh, hội sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk. Sinh vật cảnh ở Đắk Lắk hả? Vâng. Thì mình ở đây. Con đây là cũng bán tại chỗ nào con nói một chút để cho người ta biết á. Vườn của chú nằm ở bên kia, phía bên khu vực tỉnh Đắk Lắk thôi. Nhưng mà ý là vị trí của con là tại chỗ nào á? Dạ, ngay chỗ trung tâm quảng trường tỉnh Đắk Lắk. Phía bên đây hồ phải không? Phía hồ của trung tâm quảng trường. Lấy khẩu trang ra chút cho họ biết mình, để mình còn ngoài khách đi.
Dạ thôi. Thôi rồi rồi. Đây tất cả các bạn, tất cả những khu trung tâm quảng trường chợ hoa Buôn Ma Thuột. Vâng, chợ hoa Buôn Ma Thuột đây là cây khế các bạn ơi. Cái khế cái đường kính nó cũng khoảng 60 các bạn. Ừ. Đường kính nó hơn 60 các bạn ơi. Quá 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 đẹp luôn. Vâng. Khế đó đây anh. Quá quá tuyệt vời luôn. Mình không kéo xa được các bạn ơi. Vâng, tiếc là cũng có nói là cái phía bên kia là hoa cúc đó các bạn. Vâng, tất cả những cái vườn hoa cúc mà không biết là ở đâu họ đưa lên các bạn. Mình xin qua cái vâng, xin tất cả các bạn Tết nhất năm nay chẳng thiếu gì, có tình có nghĩa có cố tri. Tết đến Thanh Long xin cầu chúc mong gì cuộc sống đẹp như đi. Vâng, đây là một cái quang cảnh mà để tô thắm cái vườn nhà của chúng ta của ba ngày Tết. Vâng, tô thắm cái vườn, cái khung nhà của chúng ta trong ba ngày Tết, và có tất cả những cành hoa, cành đào, cành cúc, cành mai và những cành bông giấy, rất rất nhiều loại hoa mà để trưng bày cho ngày Tết của chúng ta các bạn. Vâng, đây là rất, đây là cây mai các bạn. Vâng. Vâng. Các bạn thấy cái gốc gốc rất đẹp các bạn. Vâng, mình xin quay nó chi tiết một tí, chứ còn nếu mình quay mà nó, tại vì cái này mình quay trực tiếp mình không kéo xa gần được các bạn ơi. Không kéo xa gần được nên nó hơi khó chiêm ngưỡng. Tại vì cái này là trực tiếp là không đưa vô gimbal được các bạn. Không đưa vô gimbal thành ra không kéo quang lại được. Vâng, thưa các bạn, đây là trung tâm quảng trường thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ở nơi này là tại cái trước màn ảnh mình, chỗ hoa đó là khoảng nếu mùng 1 và 30 là họ bắn pháo hoa đó các bạn. Vâng, họ bắn pháo hoa tại trung tâm này. Đây là cái cột cờ. Vâng, mình xin quay cái cột cờ này các bạn. Và nơi này đúng là cái nơi để họ bắn pháo hoa đó. Vâng. Vâng, đây là cột cờ các bạn. Vâng, xin thưa các bạn, đây là quảng trường hoa thành phố Buôn Ma Thuột. Có mình xin đi qua cái Hàn Quốc nha các bạn. Đây là Quốc ở Đắk Lắk hay ở đâu đem lên cháu à? Đây có Đắk Lắk nhà cháu hả? Cháu nhà cháu ở đâu? Nhà cháu ở Việt Đức. Việt Đức hả? Việt Đức mấy? Việt Đức 3. Việt Đức 3. Nhà cháu luôn ạ. Việt Đức 3 ở gần nhà Hồng Cục không? Đó. Ở gần nhà Hồng Cục không? Cháu không rõ. Hồng Cục tại chợ đó. Đó. Hồng Cục tại chợ có 4 lái xe đó. Cháu không rõ đó. Cháu đi học xa nhà nên là cháu không rồi rõ. Rồi, bây giờ là như tất cả, như ví dụ cái chậu này là hiện bây giờ là con có giá bao nhiêu? Dạ, những chậu lớn nhà cháu bán cao nhất là 1,5 triệu. À, cao nhất 1,5 triệu. Đó. Cao con cao con lại con tá là cao bao nhiêu? Đó. Cao đó có cao bao nhiêu? Cây cao khoảng 1,8 m. À, cao khoảng 1,9 m. À. Đều. Có trái xanh, trái chín. À. Có hoa, có lộc, lá xanh, quả vàng. À, dáng đẹp. Dạ vâng. À. Tán. À, tán đẹp. Dạ vâng. À, mà đây là con cho chăm sóc hay là ai chăm sóc?
Dạ, bố cháu chăm sóc ạ. À, bố chăm sóc hả? Dạ, vâng. Là làm sinh vật cảnh luôn hay là dạ, là tầng nhà Bình Duyên. À vườn, dạ, vâng. Vườn, vườn vườn nhà là Việt Đức 3. À nhà Hồng là Việt Đức 4. Nhà dạ, Hồng Hồng là Việt Đức 4 chứ không phải là Việt Đức 3. Dạ, vâng. À rồi chú chào bà con nha. Chúc dạ, may mắn nha. Dạ. À, đây các bạn, tất cả là những cái khu đất, bây giờ mình qua khu Cúc nha các bạn. Và tí nữa mình sẽ quay tất cả những cái mỹ nghệ. Mỹ nghệ lúc nãy mình đi đẹp lắm các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi review cái đoạn này một tí cái đã. Rất tiếc mình không kéo gần được các bạn ơi. Vâng, rất hân hạnh chào được hai bạn vào cái đường live của mình. Đây là gọi là vườn rừng hoa luôn nha các bạn. Ở trên tôi nói bạn, đây là tại quán trường mà các bạn thấy hoa đẹp chưa? Hoa đây nó mọc trên đường nhựa luôn các bạn. Chú nói gì để mình hoa đây là ở đâu về chú? Ở Đắk Lắk ạ. Ở Đắk Lắk. Ở đường Đi Quang. Ở đường Đi Quang. Ví dụ một chậu đó như chỗ chú ngồi đó là bao nhiêu? Chậu này có 700.000. Ra được mấy ngày rồi? Ra được 2 ngày rồi. Bán được bao nhiêu chậu rồi? Bán được 20 chậu rồi. 20 chậu rồi rồi. Vậy là cũng gần được một số tiền để tiêu hàng ngày rồi phải không? Chưa đủ tiền cây mầm. Không, ý là mình để số tiền tiêu hàng ngày á, chứ còn cái tiền mà có tiền cơm ăn hàng ngày rồi. Đó có cái tiền cơm hàng ngày. Rồi chúc chú sẽ may mắn bán hết trong ngày 28 nha. Vâng, vâng. Đây là tất cả các bạn, đây là một vườn hoa của ở trên nhựa, đường nhựa mà các bạn thấy hoa đẹp chưa? Ở Đắk Lắk mình nó cũng hay có tài vậy các bạn, gọi là trên đường nhựa mà một gọi là một rừng hoa chứ không phải là một vườn nữa. Đây các bạn, đây là khúc phía bên cái hồ mà đường kia qua kia. Hả? Chú nói sao? Chú là Huy Dũng. Huy Dũng có tên chú hả? Đây các bạn, đây là ý đâu rồi? Cái ủa không thấy các bạn ơi, cái hồ nước nó phun lên đẹp quá mà sao mình không quay gần được các bạn, sao giờ không nhìn thấy ở trong này. Vâng, rất hân hạnh được một bạn đã vào đường live của Thanh Long. Mình sẽ đi một vòng nữa nha các bạn, đi một vòng mình qua cái vườn trắc giờ lớn lắm các bạn, vườn trắc rất rất rộng. Rất cao, rất cao. Đây là cái khu tổng hợp khu bàn cờ các bạn. Vâng, rất hân hạnh chào được hai bạn vào đường live của Thanh Long. Mình cũng vì ngày Tết nên chúng ta cũng phải nhìn một chút cái khung cảnh mà cái thành phố Buôn Ma Thuột họ trưng bày những cái vườn hoa nó thế nào nha các bạn. Và đây mình xin quay lại chung quanh cái quảng trường về đêm của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Vâng, đây là thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Rất xinh đẹp đẹp, nhưng mà cũng vì cái dịch thành ra số người cũng ít các bạn. Số người đến chơi ở đây, chứ nếu mà như giờ này mà không có cái hiện tượng bị dịch thì rất đông người. Không lúc nào mà thiếu người ở đây hết. Chỉ chờ từ trường hợp trưa nắng quá thì các cháu tập xe, bộ, vui chơi. Tất cả những cái khu vui chơi chỗ này là lúc nào cũng có người. Vâng, lúc nào cũng đông người. Nên mình xin đi quay một vòng của cái trung tâm nha các bạn. Trung tâm quảng trường thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Rất tiếc là không kéo gần được các bạn ơi, không kéo gần được, nó hơi dở là không kéo gần chứ được, kéo gần thì quá hay đi. Vâng, xin hân hạnh chào ba bạn.
các bạn chào bàn phím nha các bạn, chào bàn phím mình vẫn vâng Lục Nguyễn, vâng chào em Lục Nguyễn bảo vệ, kính chúc anh Thanh Long ngày càng phát triển và nhiều người hâm mộ ủng hộ, vâng nhiều người hâm mộ, vâng rất cảm ơn em Lục Nguyễn bảo tàng Mai Xuân Thướng ở thành phố Quy Nhơn, ở cách trung tâm bảo tàng của thành phố bảo tàng ở Quang Trung Nguyễn Huệ khoảng 4 km đi về về đường An Khê đó các bạn, gọi là dưới chân đèo An Khê khoảng 3 km, mình đã cũng có dịp đi vào trong đó rồi, thành ra là Lục Nguyễn cũng quý mình. Đây các bạn, các bạn thấy cây này không? Nếu cái cây kia mà lúc nãy nói 700 thì cái cây này chắc có lẽ cũng phải gấp đôi số tiền đó các bạn. Cao khoảng 2 mét đó các bạn. Vâng, cao 2 mét. Đây là mình xin dưa hết tay luôn các bạn. Dưa hết tay là nó là các bạn thấy khô không? Các bạn cao bàn phím mình vẫn giống như mình like ngồi tại chỗ các bạn. Mà mình thấy phí là đã có cái vườn hoa như thế này mà mình không ra like thì thấy nó phí quá. Tại vì cái nhưng mà mình cũng đã làm ơn, rất cảm ơn bốn bạn. Các bạn cào bàn phím đi để mình sẽ có lời thăm hỏi với các bạn. Vâng, cái làm thăm hỏi giao lưu và các bạn đã vào cái đường like của Thanh Long. Đây rồi tắt với cây cúc, mình sẽ lên cái cây gì cao cao kìa, khác quá các bạn. Cái cây này hình như là mình cũng mới thấy ở trên có. Vâng, Lục Nguyễn đó các bạn, cái cây mà nó trắng ngay cây đèn đó, mà thấy nó cao ngồng lên mà mình chưa biết cái cây gì. Mình sẽ lại xem thứ đây là cái vườn sinh vật cảnh. Vâng, vườn sinh vật cảnh. Sáng giờ bán được mấy chậu rồi? 15 chậu rồi. 15 chậu rồi. Đây các bạn, đây là cũng vâng, rất hân hạnh chào hai bạn. Mình qua cái cây này hình như là cây gì mà nó có trái trắng các bạn. Chích cha chỗ đây nó hơi bí đường qua rồi các bạn ơi. Mà chắc mình lui lại mình qua cái cây gì kia nó khác quá các bạn. Cháu ơi, cho chú vào đó đi. Vâng. Không được chú ơi, cháu đang này chú ạ. Rồi. Ý là chú giới thiệu cho cháu để có người. Rồi. Đứng đâu? Rồi. Các bạn ơi, mình cũng phải cẩn thận với người ta hả? Rồi. Họ làm một cái một năm trời các bạn, mà giờ nó gãy một bông đó là coi như đúng ra là nó mất mất cái duyên đi. Có bán được bao nhiêu rồi chú? Trong cái ngày hôm qua, sáng nay bán được ra chú ạ. Đây là ở đâu đem lên chú? Dạ này vườn mình ở trên hai tập đây nè chú. Hai tập chỗ công an đó. Dạ. Vâng, đây là cũng cây nhà lá vườn các bạn, hình như năm đây là cùng thả vườn hết. Nhà vườn thuần cho nên là cây ở đây là vườn thuần hết. Hình như năm nay các tỉnh khác chưa thấy lên phải không? Dạ không phải, bởi vì ở Đắk Lắk thì bên cháu là mạnh nhất về hoa hồng. Nữa là ra đây quảng trường bên cháu là độc quyền. Mà tất cả các bộ quảng trường mỗi lâu rồi. Mà sao cái hồng đây là hồng gì mà bông nhỏ cháu? Dạ đây là cây bonsai gốc rừng. Đây là bông nó không phải là không phải đây là nụ thôi, đây là bông của nó này. Đây là chặng nữa này. Bông toe là như này này. Gọi là có phải là hồng không? Dạ đúng là hoa hồng nhưng mà tên của nó là bonsai. Tên nó là bonsai. Cây bonsai. Bông rất nhiều phải không? Đúng rồi. Bông nhỏ thì rất nhiều chứ mà. Chỉ có cái trắng thì đẹp chỗ này. Chú cũng nói thật cũng mới thấy cái cây này là lần đầu tiên á. Dạ chú. Mà cái cây cao cao kia là cây gì? Dạ cái đó là cây bạch xếp chú ạ. Dạ chú. Mà cái cây cao cao kia là cây gì? Dạ cái đó là cây bạch xếp chú ạ. Cái thứ là to thứ hai vườn của cháu. Dạ cây bạch xếp hả? Dạ vâng ạ. Cũng là hồng nhưng mà tên đó là bạch xếp. Cái đấy người ta trả 150 triệu rồi.
chưa bán được ạ. Ờ, 150 triệu rồi á. Dạ vâng, mà chưa bán được nữa. Vâng, các bạn ơi, mình sẽ qua một cái cây hồng bạch xếp lần đầu tiên mình mới thấy. Cái gốc của nó nhỏ các bạn, cái gốc nó khoảng 8 cm thôi. Nhưng mà chú nói là hơi nhiều. Chú nói gì à, cái cây này một chút bạch xếp. Hồng bạch xếp. Dạ, hồng bạch xếp. Nó là nó xuất xứ từ nước nào? Là cái này thì con cũng không biết nữa. À. Có anh em nhà vườn nó chăm. Vâng, xin chào chú Dương, chào Băng Băng. Cây hồng bạch xếp. Cây hồng bạch xếp trả 150 triệu rồi các bạn ơi. Cao khoảng 3 mét đó các bạn. Đây cao 3 mét. Mình sẽ quay cây hồng bạch xếp. Đây các bạn. 150 triệu, cái gốc của nó là chưa 8 phân rồi các bạn. Cái gốc của nó 8 phân thôi nhưng mà tại sao là con cũng bán đây luôn hả con? Anh chồng rồi hả? Họ trả bao nhiêu rồi mà chưa bán? 150 triệu hả? Vâng, đây là các bạn. Hồng bạch xếp. Nó cái màu trắng như thế hay là ra là tất cả màu trắng như vậy hết. Còn cái cây thứ hai này. À vâng thưa các bạn. Cái cây này tính ra nếu mà so với cái người biết chơi ở đây các bạn, nó cao khoảng 3 mét. Mà cái gốc đó hai nhánh các bạn, một nhánh lớn, một nhánh nhỏ. Nhánh nhỏ khoảng 3 phần và nhánh lớn khoảng 6 7 phần. Mà họ trả 150 triệu rồi mà không bán các bạn. Vâng. Mình sẽ cho các bạn biết là cây hồng bạch xếp nha các bạn. Đó, mình nói hồi giờ mới thấy các bạn. Anh gì đâu mất rồi, để mình gói áo một chút, cái mình còn không rành lắm mà ông đi mất rồi. Đây các bạn ơi. Đó, những cái hồng này thì ai cũng biết rồi, nhưng mà cái hồng bạch xếp kia là thực tế mình mới thấy lần đầu các bạn. Vâng. Trong này chào ba bạn nhưng mà mình chưa thấy tên nha các bạn. Vâng, chưa thấy tên, thật ra là không chào được các bạn. Vâng, không thấy tên tuổi gì hết, thành ra là không chào được. Thì mình xin chúc tất cả các bạn sức khỏe hạnh phúc. Và mình sẽ lên trên này các bạn. Đó, qua cái khúc đó là có cái cây gì cũng cao lắm. Anh, tôi chào anh, chúc anh sức khỏe nha. Sức khỏe. Phải đeo à? Đeo. Hả? Phải có đeo luôn à? À. Ủa, có phải kia? Thấy chưa? Đây là quay trực tiếp luôn á. Nhưng mà anh có muốn nói gì để mời khách không? Vâng, chào anh Băng Thái. Vâng, chú Dương chào anh Băng Thái. Và Băng Thái dạ em chào chú Dương ạ. Băng Thái NMNMVE. Mình Băng Thái nói giùm chú cái từ NMVE đi Băng Thái ơi. Đến bây giờ chú cũng chưa giải mã được bốn cái từ đó, cháu cao giờ mấy bàn phím để cho chú biết cái bốn cái từ đó đi. Đây các bạn, tất cả những hàng ăn, hàng uống và những khách cũng có đi lại tham quan và cũng có hỏi giá. Vâng, cũng có hỏi giá. Thì mình sẽ lên cái cây ở trên đây các bạn. Vâng. Đây các bạn, đây là cái đường đường đấy, đường gì cháu? À, đường trên rồi đúng rồi. À, đường trên các bạn. Đường này đường trên, đường phía bên phải của màn hình của mình là đường Nguyễn Tất Thành lên ngã 6 các bạn. Tại vị trí này là cách ngã 6 khoảng 1 km các bạn. Vâng, cách ngã 6 1 km. À, cây này là cây quất các bạn. Ai bán đây? Cô bán đây hả? Không, cô giùm hả? Ý là có ai bán cho nói một chút cho nó có mời cho người ta biết mình chỗ này đi. Ví dụ cây này bao nhiêu giáo? Không có. Ý là trong kia rồi. Không tay em nói đâu. Ý là chú nói là. Qua bên mai à, mai. Đây này cái anh nè. À. Cháu, cái này là mình ở đâu đem lên hay là ở đây cháu? Hội An đem lên. Ở đâu? Hội An là người Huế hả? Đà Nẵng gần Huế phải không? À, ví dụ như cái cây này là bao nhiêu cháu? Cây này
Hả? À 3 triệu. Nó cao khoảng bao nhiêu? Vâng. Đây là cái 3 triệu tại quảng trường các bạn, nó cao khoảng 3 mét á. Cao khoảng 3 mét mà cái tán nó tán nhiều, gọi là đây là quốc hay là gì? À. Quốc Hội An. Vâng vâng, xin rất hân hạnh chào năm bạn. Đẹp lắm các bạn ơi. Và những cái tàn nó rất cao. Vâng, tàn nó rất cao. Gọi là một vườn tắc mà trưng bày cho ngày xuân họ bán tại quán trường. À, như cái cây này là khoảng cao gần 3 mét các bạn. Cao gần 3 mét. Và cái tán nó rộng nó cũng hơn 1 mét các bạn. Cũng gần 1 mét rưỡi đó. 3 triệu các bạn. Vâng, tại họ... quán trường. Vâng, mình xin mời các bạn qua bên bên này luôn. Cây mai, những cây mai nhỏ nhỏ các bạn. Rồi, mai nhỏ nhỏ thì mình ai cũng biết cái mai đó rồi. Vâng, mình xin quay một đoạn cho quý vị sinh động như thế nào. Vâng, hàng mỹ nghệ Đắk Lắk sinh động như thế nào mà để các bạn biết cái nói mỹ nghệ là chỗ nào cũng có các bạn, nhưng mà cái công nghệ mới của cái mỹ nghệ này nó cũng rất phát triển, rất nhiều mẫu mã và rất nhiều cái kiểu cách mới mà người ta họ làm ra nha các bạn. Ví dụ như hồi xưa là tam đa, nhưng mà bây giờ cái tam đa nó cũng phân bố ra, nó khác hơn cái tam đa hồi xưa. Vâng, cái tam đa hồi xưa là đây các bạn. Ồ, các bạn gì đây, đi vào một con âm đẹp quá các bạn. Cháu ơi, cho chú vô chú quay chút được không chú? Cháu ra đây chú nói chuyện với cháu một tí, để cũng giống như mình giới thiệu cái vị trí của mình đấy mà. Cháu đó hả? Vâng, thì mình xin quay lại bà Phật Quang Âm thì các bạn. Vâng, mình quay lại bà Phật Quang Âm, các bạn nhìn là cái công nghệ mới mà cách bây giờ họ làm thì cũng không phải như hồi xưa nha các bạn. Ở dưới này là một con rồng các bạn. Vâng, cái đầu rồng đây đó, mình sẽ chi tiết các bạn. Cái đầu rồng nó cuốn cái chân của cái bà Phật Quan Âm. Vâng đó các bạn. Và đi lên đó là cái như ngày xưa cái áo là nó có một tà hai tà thôi các bạn. Cái áo bà Phật Quan Âm một hai tà, nhưng mà hiện bây giờ là cái áo bà là tới ba tà, một bên ba tà, bên đây là 6-7 tà luôn các bạn. Đây các bạn, cái công nghệ mới bây giờ người ta họ làm mình không để ý đâu, nhưng mà cái tà áo của bà Phật là rất cầu kỳ, cũng như trước ngực đó các bạn. Đó, xin Nam Mô Tam Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây các bạn, mình sẽ quay gần vô nè. Cái ngực của bà là các bạn thấy cái hoa văn chi tiết chưa? Và những cái sợi chuỗi, đây là sợi chuỗi dính liền trong đó các bạn. Vâng, bà cho tôi quay bà một tí cho bà. Đó, vâng, rất đẹp các bạn. Rất đẹp. Những cái hồ văn nó không phải như là cái hồ văn của bà Phật hồi xưa mà cách đây khoảng một năm là họ làm không có chi tiết như thế này các bạn. Nó không có cái tà áo, nó không có nhiều vết, nhiều lớp, nhiều vân như thế này đâu. Và nên bên đây là hình như ông Quan Công hay sao các bạn. Ở trên cái áo ông là có đầu rồng luôn. Đây các bạn, mình sẽ quay từ dưới chân quay lên nha các bạn. Đây, dưới này, dưới chân của ông là cũng đầu rồng luôn. Đó, các bạn thấy rõ không? Cao khoảng gần 1 mét thôi, nhưng mà các bạn thấy nó cầu kỳ chưa? Ông mặc một bộ áo giáp, nhưng mà trên cái bộ áo giáp bạn thấy là giữa cái bụng của ông là thấy cái đầu rồng chưa? À, cái công nghệ mới bây giờ là nó làm như vậy các bạn. Đó, các bạn thấy râu là chi tiết những cái hoa văn tinh tế. Trên này một cái thương của ông là cũng có những con rồng rất sinh động. Vâng, cái công nghệ mới các bạn phải nhìn cũng mình cũng nhìn cái công nghệ mới mà để cho họ làm một chút. Như ví dụ cây này các bạn, cây này là
một cái góc thiên nhiên của bà Phò Quan Âm nha các bạn. Còn cây này 6 triệu các bạn. Ở dưới này là một cái góc bình thường, nhưng mà lên đây là bà Phò Quan Âm dính liền trong cái cây luôn. Đó các bạn, dính liền trong cái cây luôn. Vâng, cái này là nu đó các bạn. Nu con cốc vàng đây. Các bạn thấy nu chưa? Giống như là con cốc thật luôn. Cái da sần sùi cái như cốc thật luôn. Mình sẽ quay cái đầu cho các bạn. Ê, các bạn nhìn ra. Đó các bạn, con cốc vàng luôn. Giáp nu. Các bạn thấy tinh tế chưa? Quá tinh tế của cái công nghệ mới các bạn. Vâng, thì thôi mình đi vô đường này đi. Cái công nghệ mới mà bây giờ họ làm. Đây là đường Trường Chinh nha các bạn. Đường Trường Chinh. Góc cái đường này là Trần Hưng Đạo hay đường gì cháu? Góc đường này là Trần Hưng Đạo hay gì? Đường Chinh bên phía bên hông nè. À lý nào đấy, vâng. Làm chi trong vlog, làm chi trong vlog, vâng. Chú Dương mạng yếu, đúng rồi, mình 3G chú Dương ơi. Thành ra nó yếu là chứ không có, ở đây không có mạng, mình quay ngoài đường mà, 4G. Nhưng mà nó, xe cộ nó cũng nhiều quá chú Dương. Vâng, rất cảm ơn chú Dương. Đây các bạn, đây là những con cốc nhỏ nhỏ các bạn. Cái cách công nghệ của bạn, của họ làm bây giờ các bạn thấy không? Nó khoảng 10 phân, 15, 20 phân các bạn gần một gang á. Nhưng mà các bạn thấy cái phần của nó là các bạn biết là cách làm bây giờ họ, cái công nghệ nó đẹp quá. Như cái này 4 triệu các bạn. Ông Phật Thích Ca. Vâng, cái đây là Phật Thích Ca, ông cao kia là 4 triệu. Bây giờ cho mình coi giá luôn cho các bạn biết. Vâng, cái ông Phật Di Lặc này là 6 triệu. Ông Địa, mình xin nói với các bạn là ông Địa là ông có cầm cái thổi vàng nha các bạn. Còn ông Phật Di Lặc là ông không có, ông không màng vinh hoa, không màng phú quý, thành ra ông không có cầm vàng. Còn ông Phật Di Lặc thì ông cầm vàng, thành ra mình phải phân biệt, tại vì ông Phật Di Lặc với ông Địa nó rất giống nhau. Vâng, đây các bạn, ông Phật Di Lặc với ông Địa rất giống nhau, nhưng mà mình phân biệt được là cái nào mà ông có cầm nữ trang là ông Địa, còn ông Phật Di Lặc thì ông không có cầm nữ trang, coi như ông tu mà, đâu tu là không chơi nữ trang. Còn cái này là của nó luôn hả cháu? Dạ, cái đó tạo chứ. À, mình tạo hả? Vâng, cái nu đây là nu mình tạo các bạn, chứ không phải là nu thật nha các bạn. Cái con cốc lúc nãy mình nói á. Nhưng mà các bạn nè, mình sẽ đưa ra đây là những cái trái đào các bạn, đầu tiên. Và nhìn trời cạch đó các bạn thấy chưa? Vâng, chú Dương đẹp quá, đúng rồi, lâm chi, thiết kế rất đẹp tuyệt luôn anh. Đúng rồi, cái công nghệ mới bây giờ đó các bạn. Công nghệ mới bây giờ họ sẽ làm, mà đây là họ nhân tạo các bạn. Cái nu này là nhân tạo chứ mà không phải là thiên tạo các bạn, nhưng mà các bạn nhìn nè. Đó, giống như là cái nu thật, con cốc thật luôn các bạn. Cái mắt nó cũng hơi chiếu ánh sáng, nó cũng hơi chối luôn á. Vâng, đó là cái nu con cốc đó. Còn bên đây cũng là con cốc bên đây các bạn. Con cốc bên đây mình sẽ so sánh. Con cốc bên đây là ôm cả một bịch vàng luôn, một bịch châu báu luôn các bạn. Nằm trên một bịch châu báu luôn. Cái túi châu báu, đúng, cái túi châu báu là họ. Vâng, thiết kế rất đẹp luôn anh. Đúng rồi, chào Lam Chi Trọng Vlog, kênh Sơn Du Lịch. Vâng, rất cảm ơn Sơn Du Lịch. Anh thấy không, đây là một cái túi vàng các bạn, một cái túi châu báu trong này, nhưng mà không biết là họ bỏ cái gì trong đó, mình không dám mở. Còn các bạn nhìn quá, cung cấp thấy chưa? Vâng, nằm trên một túi châu báu. Đó các bạn, một túi châu báu. Và xa xa đây là tất cả những hàng mỹ nghệ mà bàn tay khéo léo con người đã tạo ra, một tuyệt tác. Chính xác là một tuyệt tác. Đó các bạn hãy cố gắng, tại vì
cái mùa này các bạn cũng ít đi nha các bạn. Cái mùa này cũng ra đường cũng là biếng, nó thực tế cũng làm biếng thôi, để các bạn cố gắng theo hỗ trợ cái clip của Thanh Long Vlog để các bạn biết được cái công nghệ mới mà người ta họ sáng tạo cái trí cái chất xám của họ như thế này các bạn. Đây là ông Di Lặc nha các bạn, ông Địa, đây là ông cầm thổi vàng đó, là cứ phân biệt được những cái thổi vàng đó là ông Di Lặc hết. Còn phía trong kia, trong kia là Phật Quan Âm Bình Thủy Tầm, phía bên kia là ông Đạt Lai Đạt Ma. Vâng, còn cái bà Phật Quan Âm đây bằng gỗ gì mà màu đen đẹp quá các bạn ơi. Đây là cái mà cũng giống như mình để bánh này các bạn. À, cái này trưng bày thôi, nó kín các bạn, nó kín luôn đó. 2.500.000 đồng, đường kính 50 các bạn. 2.500.000 đồng. Phía bên này là lớn hơn một chút, đường kính khoảng hơn 40, là 3 triệu. Còn mình xin cho các bạn xem cái con này màu đen đó các bạn. Không biết cái con gì mà các bạn thấy màu đen chưa. Vâng, đây là bà Phật Quan Âm, mà không biết là họ có màu bề gì không mình không biết, nhưng mà vâng, Sơn Kênh Du Lịch chào chủ nhà đẹp quá anh. Vâng, băng băng bố Sơn Kênh Du Lịch ở đâu vậy anh? Vâng, thưa các bạn, mình đang đứng tại quán trường thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, là cái trung tâm của cái nơi vui chơi du lịch của thành phố Buôn Ma Thuột. Là chỗ này là họ bắn pháo hoa đó các bạn, bắn pháo hoa, và tất cả khách du lịch trên cái sân chơi quán trường rộng khoảng chắc 7-8 hectare gì đó, mà lúc nào cũng có người các bạn, lúc nào cũng đông người, tại vì nó rộng với cả đá banh rồi cả tập xe rồi cả đi bộ và cả tập aerobic rồi cả tập gọi là nói chung là cái sân chơi ở tại đây. Và đây là đường Trường Chinh nha các bạn, đường Trường Chinh. Vâng, Kênh Du Lịch ở đâu vậy ông anh? Vâng, cảm ơn Bằng Thái. Vâng, ở tại gần trung tâm ngã 6 của Buôn Ma Thuột đây em, cách trung tâm ngã 6 khoảng 1 km. Vâng, thì tất cả là Tam Đa các bạn, ông Thọ. Chú live stream hả chú? Chú live trực tiếp luôn á. Có đang YouTube không? Chú làm YouTube mà. Chú làm YouTube hả? Đúng rồi. YouTube chú là gì? Chú Thanh Long Vlog, cháu vô đây cháu giới thiệu cái sản phẩm ở đây một chút. Nói là ấy tại địa điểm nào chứ? Gọi 15 Trường Chinh. 15 Trường Chinh các bạn. Thì bên đây Trường Chinh và cái đường bên đây. Chú Thanh Long Vlog. Đây các bạn. Vâng. Đây các bạn, đây là ông Ông gì cháu? Ông Di Lặc cái hả? Thấy cái công nghệ mới đây các bạn, mình nhìn cũng không ra đâu, vạn sự như ý. Đây cái bốn hột nước là mà bốn cái chữ vạn sự như ý luôn. Và trên này là cái bàn tay. Nhìn cái khuôn mặt ông các bạn. Đó. Các bạn mà cảm thấy buồn là nhìn ông tí các bạn ơi. Đúng rồi. Cháu để coi cũng 5 phút cháu mới đăng ký nha. Rồi ok. Cháu đăng ký liền là không được. Đây các bạn thấy, xinh chưa? Ông đang cười chúng ta một cái sự chúc phúc cho tất cả bá gia trăm họ, cho tất cả những quan khách. Và chào chú Thanh Long Vlog. Vâng, Nhiêu Nhiêu TV con chào. Chào tên Sơn Du Lịch. Và các bạn hãy đừng bỏ lỡ cái video này các bạn ơi. Các bạn xem cái công nghệ mới, chứ còn nữa là công nghệ cũ thì nó thường rồi. Đây các bạn, cái đây là cũng ông Phật Di Lặc các bạn. Nhưng mà các bạn thấy cái đường nét không? Đây là con dơi các bạn. Chính xác là con dơi, cái râu con dơi đây các bạn.
đó, con dơi hai cánh đây, hai cánh đây, miệng đây, lỗ tai đây. Nhưng mà cái công nghệ mới các bạn nhìn đi, không chê vào đâu được những bàn tay khéo léo của những nghệ nhân mà đã tạc lên những cái tượng này cho các bạn. Đúng là những bàn tay đó, mình xa xa một tí đó các bạn. Đó, tại vì nếu mà mình quay nó mà nó thoáng qua thì cũng giống như cưỡi ngựa xem hoa các bạn. Đây là ông Tam Đa, ông ngồi trên cái bình vàng luôn các bạn. Vâng, cái ông Tam Đa ở giữa là ông ngồi trên ba cái thổi vàng luôn đó các bạn. Cái sự sáng tạo của một cái ý nghĩ của người đúng ra là tuyệt vời các bạn. À, 250 triệu. À, cháu vô cháu nói một chút đi cho đến. Con không biết nói đó. Không, ý là mình có gì mình nói nó. Chú nó có ghi đó chú. À, có ghi đó hả? Có ghi, đúng rồi. Gỗ này là xuất xứ ở đâu cháu? Gỗ Việt Nam. Gỗ Việt Nam. Cái mà cái dáng này là của nó luôn á hả? Đúng rồi. Ui, cái mặt này nhìn các bạn. Nu. À, mỹ nghệ đồ gỗ nội thất Phước Lộc Thọ. À, thái lượng chất lượng thượng, công nghệ 13 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, Lý Thường Kiệt, địa chỉ là 171 Lý Thường Kiệt. Vâng, đây các bạn, mình sẽ review rõ ràng cho bạn thấy nha các bạn. 250 triệu. Cái ghế đó là đó các bạn, mình đẹp lắm các bạn ơi. Cái này mà cái nhà, nếu mà cái nhà 4 mét đó thì kiếm cái nhà luôn các bạn. Cái nhà này nếu cũng phải cái villa cho cái nhà này để không được. Vâng, gieo gieo Thái. Vâng, chú Dương chào gieo gieo TV nhé. Vâng, đây là cái đôn để trên cái bàn đó các bạn. Cái đôn mà cái bộ salon này là nếu mà nhà khoảng 4 mét thì đế không có đường vào. Vâng, cái này thì thôi, mình đơn giản thôi chứ mình đã qua những ý tưởng các bạn. Đây, phía bên đây cũng là đồ gỗ các bạn. Vâng, bên đây cũng những cái bộ salon. Đây là sau lưng các bạn, sau lưng con rồng nè. Đây sau lưng giống mấy trước mặt nha các bạn, mà các bạn thấy cầu kỳ chưa? Gọi là hai mặt luôn á. Vâng, rất hân hạnh chào năm bạn để mình xem cái công nghệ mới họ, cái sáng tạo của người nha các bạn. Đây, mình sẽ qua trước. Cái đuôi con rồng đó là đây cái chân các bạn, và cái đầu đó cao khoảng vâng. Xin Nam Mô Quan Thế Âm. Ở trên là Bà Quan Phật Quan Thế Âm nha các bạn. Rồi, vâng, các bạn kệ nó cố gắng, thứ nhất là cũng ủng hộ mình, và thứ hai nhìn cái công nghệ mới mà cái sự sáng tạo của bàn tay con người rất rất là công phu tỉ mỉ và làm cho chúng ta say mê luôn các bạn. Đây là hai con cóc này các bạn, một con cóc lớn ngậm tiền và cõng trên lưng một con cóc nhỏ nữa. Đây, vâng, rất các bạn nhìn nè. À, con cóc nhỏ nó nằm đâu rồi, đó con cóc nhỏ đó các bạn, đó cõng trên lưng một con cóc nhỏ, và các bạn thấy chưa, y như thật luôn các bạn. Họ cái đây là nhân tạo nha các bạn, nhân tạo, nhưng mà ở trên đây là những cái đây cũng con cóc nữa, cái gọi là cái nu á các bạn. Mình nếu mà con mình không hối thì mình tưởng anh gỗ đu. Vâng, chú Dương chào nheo nheo TV nhé. Vâng, chống lũ phản động like. Vâng, đây là một con cóc. Quá cái nụ làm đẹp cho anh nè. Vâng, rất cảm ơn sức tên Sơn Du Lịch. Và thôi mình quay xa chút các bạn, nói cho bây giờ này quá đẹp đi, thành là mình quay nó cũng quay rộng chút nha các bạn. Đây là Đức Đạt Lai Đạt Ma đang cởi con rồng luôn nè. Vâng, nheo nheo chống lũ. Nheo nheo chào chống lũ. Chào chú Dương, Phan Sinh Du Lịch làm đẹp cho anh nè. Vâng,
đây là Đức Đạt Lai Đạt Ma cũng ngồi trên cái đầu rồng luôn các bạn, cũng ngồi trên lưng rồng luôn nè. Ồ, cái công nghệ bây giờ họ làm rồi, gọi là tuyệt phẩm luôn các bạn, tuyệt tác luôn. Bây giờ mình xin ra qua những cái đồ nhập cái đồ nhỏ nhỏ các bạn. Vâng, đây là cái đồ nhỏ của là Phật nghìn mắt nghìn tay các bạn. Đó, đây là trong tú nha các bạn. Trong tú là Phật này, cái ông Đạt Lai Đạt Ma này là 1 triệu các bạn. 1 triệu đó, 1 triệu. Cái ông Di Lặc này thì không thấy giá. Và một lô 1.500.000 đồng. Vâng, cái ông này 1.500.000 đồng. Và dẫn dưới này à, các bạn, cái này là con 15 phân thôi các bạn, nhưng mà họ cũng làm rất tinh tế các bạn ơi, rất tinh tế, rất tỉ mỉ. Và tất cả như này là chuỗi các bạn. Vâng, chuỗi à, chuỗi. Và cái này là không thấy tượng các bạn, một con rắn gì đó. Rồi, vâng vâng, rất chào các bạn, đừng bỏ lỡ các bạn ơi, hãy vào đường like của mình để mà thứ nhất cũng hỗ trợ, và thứ hai nữa đến nhìn cái cánh mà người ta họ, cái công nghệ mới bây giờ các bạn. Vâng, cái công nghệ mới bây giờ rất rất tuyệt tác các bạn ơi. Đây là cái chú một đồng đang ngồi trên này thổi sáo, mà họ làm sao cái gỗ ở trong nó màu đen đẹp quá các bạn. Bắc tiên gỗ muôn, gỗ muôn à, à ở ngồi ở ngồi cũng là muôn luôn á hả, là cái giá của nó à, gỗ muôn các bạn, gỗ muôn ở trong là muôn mà ở ngồi là giác muôn các bạn. Đây mình sẽ quay gần lại một chút nè, đó các bạn. Vâng, các bạn cũng lên bàn phím này các bạn, lên bàn phím để chúng ta ô già nhiều lắm. Thôi bây giờ mình quay nó hơi xa một chút, mình không quay gần nữa, và mình sẽ đi chỗ khác nha các bạn. Vâng, đây là Đức Đạt Lai Đạt Ma. Ví dụ như cái cây gỗ mà có thế nào là họ làm tới đó luôn các bạn, họ không bỏ phí cây gỗ mà dưới họ trưng bày rất đẹp. Đây, năm Tân Sửu đi. Vâng, Tân Sửu các bạn. Chú một đồng này là kéo cả một số tiền nằm trên này các bạn. Đó, số tiền lên nằm ôm trên lưng con trâu chơi vậy thôi. Đó các bạn, ôm con trâu chơi vậy nhé. Vâng, là số cứu dân lên nằm để cho em nheo nheo chàng chống lũ. Chào chống lũ. Vâng, các bạn, vâng, các bạn vô giao lưu với nhau rồi xem những cái công nghệ mới nha các bạn. Vâng, công nghệ mới. Thôi bây giờ mình đi xa xa, chứ còn chi tiết thì các bạn cũng thấy rồi, biết cái cách công nghệ mới mà người ta họ làm như thế. Đây các bạn, đây cũng một con trâu mà anh chú Tiếu là anh rái tiền lên đó, anh ngồi anh chơi các bạn. Đây, anh rái tiền lên lưng trâu chơi vậy thôi chứ còn. Đó. Ồ, đây một cái tác phẩm gì mà có hai ông long đây các bạn, hai ông long, hình như hai ông long giữ một cái thối vàng này, một hũ vàng này các bạn, giữ một hũ vàng, và trên này cũng có một ông long nữa các bạn. Đó, cái này đường kính cũng 60 các bạn, 60 cao 60 á, đường kính 70 cao 60. Và mình sẽ cho các bạn xem ông Tam Đa này là khoảng cao 1m6 các bạn ơi. Vâng, nhìn ba ông Tam Đa này cao 1m6. Và những thôi bây giờ mình cái dãy này là đông lắm, dãy là nhiều lắm các bạn, dãy là rất nhiều. Đây là các bạn nhìn những người mà họ đi gọi là giao lưu ngắm cảnh các bạn, đi dạo phố chơi hoa. Đấy, chú vô tí nha, rượu rượu, đây là hình như Đinh Lăng phải không em?
lăng, rồi là sâm trường bạch, rồi đường quy đường quy là hình như của Hàn Quốc gì đó phải không? Không, của mình trồng. Của mình trồng. Trên này mình trồng đây, đây là sâm đường quy này. Vâng. Đường quy là cái cây đường quy. Vâng. Còn cái củ đó đỏ ở dưới là gì? Củ đó đỏ là sâm câu. Rễ câu quá hả? Trong mình gọi là, trong đây gọi là sâm câu, ngoài Bắc thì gọi là ấy. Rễ câu rừng. Rễ câu rừng. Còn chú nói là đường quy là cái củ nào? Dạ. Đường quy là trong ngâm nuôi cả mấy sâm câu. Nó đi theo bộ. Ví dụ như cái đây là cao 60, rộng con gần 30. Cái này này 65. Cao 65, rộng ba gần 30. Giá cái này là bao nhiêu đúng? Tầm 1.4 triệu. 1.4 triệu. Thì nói chung 1.4 triệu thì cũng thấy cũng rẻ các bạn ơi. Đúng không? 1.4 triệu mà cái này nếu mà nước trong này cũng có 7 lít nước. Bình này 10 lít. 10 lít à. Thì đâu phải không? 1 lít 1.4 mà 10 lít thì mình uống hết cái này mình đổ vô mình vẫn còn uống tiếp được mà. Cà sâm đương quy tác dụng hỗ trợ trị bệnh phong thấp, đau xương khớp, đau dạ dày, ở chua, tê bì choang. Đây nói chung là nó cũng bổ dưỡng hết các bạn. Bổ dưỡng đây các bạn nhìn này. Những cái hũ này là bao nhiêu hả chú? Dạ. Cái này có nó là sâm trường bạch. Trường bạch và nó rơi tầm 550. Cái này khoảng 1 lít. Được chưa được 1 lít. Chỉ rơi tầm khoảng 75 thôi. Vâng. Cái chỗ này là địa chỉ nó là số mấy được trên? Cái đây ạ. Cái khu dãy mình ạ. Dễ đây. Cái này không có số đâu. Trên đường Trường Chinh thôi chứ. Vâng. Số trên này nó không có số. Chỗ đường Trường Chinh các bạn. Đây là cái rễ này đẹp quá các bạn ơi. Rễ này quá đẹp luôn các bạn. Hãy tưởng tượng một lít nó khoảng vài trăm ngàn thì cũng không cao các bạn. Vài trăm ngàn cũng giống như là chưa tới thùng bia. Còn cái này là tất cả những cái cú gì dấu? Cái rượu hoa quả, chanh, cam, dứa, nho. Cam, dứa, nho. Như cái bên này bao nhiêu? Mình có mấy trăm, 350. 350 mà cũng được 5 lít nước đó các bạn. Cái đấy 3 lít rồi. 3 lít rồi hả? 550 mà 3 lít thì 1 lít khoảng 150 ngàn này cũng... mình làm có 1 ly là có vẻ tê tái đó các bạn. 1 ly ly mắc trâu á. Vâng. Thì cũng đơn giản, cái này có aromina luôn. Đây là nho. Cái bình nho này bao nhiêu chú? 550. Bình nho này 550 các bạn ơi, quá rẻ các bạn ơi. Nếu mà tính ra hai thùng bia thì mình cùi mình uống tới một tí hết. Nhưng mà cái này mình về mình có thể uống và còn trang trí nữa các bạn. Vâng, trang trí trên bàn rất đẹp. Đây là thay cho cái vật dụng để trang trí nữa nha các bạn. Vâng, ở dưới là vàng rất đẹp. Vàng đây là và 24k luôn các bạn, coi như tặng luôn. Bán rượu tặng vàng. Các bạn thấy vàng chưa? Ở trên cũng nắp bằng vàng nha các bạn. Vâng, như cái bình này lên cao ở trong là bao nhiêu chú? Bình trong là 650. 650 cũng được 4 lít không? Cái đấy 3 lít. Nhưng cái này nó nhiều vị hơn. Nhiều thứ trong đó. Vâng, nhiều vị. Các loại. 600 hả? Vâng. 600 mà được 3 lít hả? 3 lít. 1 lít 200 đó bạn. 1 lít 200 đó. Và vàng tặng nha các bạn. Vâng, vàng tặng. Mình xin báo cáo các bạn là tại đường Trường Chinh. Từ ngã 6 đi lên đằng phía bên trái. Thì mời tất cả các bạn, nếu mà các bạn nào ở trong thành phố Buôn Ma Thuột thì hãy ghé về cái gian hàng rượu, gọi là mình không chơi rượu Tây nữa các bạn. Bây giờ người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Vâng, rất cảm ơn bạn, rất đẹp. Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Và có thương hiệu đường hồ nha các bạn, chứ không phải nói là trôi nổi nha các bạn. Có số nhà, có địa chỉ. Vâng. Mình sẽ cho thương hiệu các bạn thấy nha các bạn. Để các bạn biết cái thương hiệu, chứ không phải nói là mình rượu ngon ba gì.
chú cột lại ở giữa cháu không thấy. Rượu ngon bà gì, bà Dương hay bà gì? Ba miền à, rượu ngon ba miền. Đức Thảo, địa chỉ 200 Sẹt 13 Y Gông, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Vâng, đây các bạn. Đó, đó là thương hiệu đó. Vâng, cảm ơn chú nha. Đây các bạn, mình bây giờ cô nào là bán hàng đây đây đâu cho chú biết đi. Cô nào? Cháu mà bán hàng mà cháu che mặt là người khách họ không vào đâu, cháu mới lấy tay ra là khách họ mới vào được. Đây các bạn, những cô gái xinh xinh ở Buôn Ma Thuột mình sẽ giới thiệu cho các bạn là bây giờ mình sẽ quay trước cho một tí nữa, tên mình sẽ cho bạn biết. Và thứ hai nữa là mình sẽ cho các bạn số điện thoại luôn. Đây các bạn, cô ở đây luôn hả? Ở Đắk Lắk mình, hàng này của Đắk Lắk luôn. Đây là cổng đường Trường Chinh phía gần cái quầy rượu đó các bạn. Việt Nam quê hương tôi. Cho chú ra chú coi cái công nghệ mới này chú ơi. Cái bản đồ là ngày xưa họ làm cũng nhiều rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy cái bản đồ này cái bản đồ này con rồng nó ôm bản đồ luôn các bạn. Gọi là con rồng châu Á đó các bạn. Và cái chi tiết nó là có Sơn La nè, Nghệ An, Quảng Bình và rất nhiều tỉnh trong đời. Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên. Rất rất nhiều tỉnh trong này các bạn và rất cầu kỳ, rất chi tiết. Đây là những cái đây bằng gỗ hay là bằng sứ cháu? Cháu ơi. Đây bằng gỗ. Đây các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Rất sinh động luôn, nếu mà vô ở trong cho thấy không? Rất sinh động giống như là thật luôn các bạn. Mình nhìn nhập mắt rồi các bạn. Đúng là cái công nghệ mới mà bây giờ mua một cái mà mua một cái mà để về trưng bày thì cũng không phải không phí tiền các bạn ơi. Cố gắng đi. Mua đi cô ơi, mua đi. Năm mới là tôi tặng một cái video. Tặng cả video luôn. Còn đây là những người khách vô coi hàng đó các bạn. Ở trên kia là xuân hạ thu đông. Vâng. Đó. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Vâng, đây là xuân hạ thu đông. Bốn mùa. Mua đi cháu, mua một cái gì đi, tôi tặng cho cái clip nè. Như cái đồng hồ đó là bao nhiêu con? Ồ, những cái bức tranh tường đẹp lắm các bạn. Cháu ơi, cái bức tranh này còn bao nhiêu con? Đó. Ở trên đó, xuân hạ thu đông á. Ừ. 6,2 triệu các bạn, bằng gỗ hết phải không? Dạ. Bằng gỗ dày khoảng 3 phân các bạn. Dày hơn, mình coi lại thứ ơi. Vâng, dày khoảng 3 phân. Cao 1,2 m, rộng 40 m. Là một tấm nha các bạn, 6 triệu. Một tấm 2 triệu, một tấm 1,5 triệu. Vâng, một tấm 1,5 triệu. Là chạm trổ 4 mùa. Bằng vàng luôn. Đây các bạn, 6 triệu. Mình không phải là mình quảng cáo nha các bạn, nhưng mà mình đi ra mình review đi để mình quay cho các bạn biết là cái gian hàng của bây giờ nó như thế. Để các bạn cũng nhắm nhắm cái túi và mình chuẩn bị sắm một cái món quà Tết. Vâng, chuẩn bị sắm một món quà Tết mà không biết mua gì. Thì mình sẽ review cho các bạn ở nhà, các bạn có thể là cũng tham khảo và có cái chuẩn bị để mình... Ồ, cái đây đẹp quá, 17 triệu các bạn. Vâng, cái đây 17 triệu là ông Địa. Vâng, ông Địa, nó cao 60, rộng 70 rồi các bạn. Ông Địa. Rồi chú cảm ơn cháu nha. Rồi để quay lại chú nhà, cái địa điểm mình làm đây ở đâu con? À, 113A Ma Khê. Đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp. À, đây các bạn. Mình sẽ cho các bạn biết là đồ gỗ cao cấp
Rồi mình quay đi chứ giờ này chuyên bán quà tặng đồ gỗ mỹ nghệ nội thất kim ngân, chuyên bán quà tặng lưu niệm đây các bạn. Vâng, đây là kim ngân các bạn, thành phố Buôn Ma Thuột. Mình sẽ quay ra cho các bạn xem ngồi một tí cái người đi đi du xuân các bạn, đi du xuân và đi ngắm cảnh luôn. Trời ơi, những bộ ngựa đẹp quá các bạn. Chú vô tí nha con. Cái này là gỗ gì cháu? Hả? Cẩm luôn á hả? Dày 40 các bạn, dày 40 rộng 2 mét. Hả? Dày 30 hả? Dày 30 rộng 2 mét, dài 3 mét. Dài 3 mét rưỡi không? Tầm đó. Rộng 30, dài 20, cao 30, dài 20, rộng 3 mét rưỡi, gỗ cẩm. Cái này giá bao nhiêu cháu? 100 triệu. À, 500 triệu hả? À. Vâng, mình 500 triệu gỗ cẩm hả các bạn? Mình thuộc. Những cái đi văn nghe các bạn, vâng. Những cái đi văn liền liền luôn đó. 28, cái này 28 các bạn. Vâng. Thôi mình sẽ ra ngoài này các bạn ơi. Mình sẽ ra ngoài này để các bạn nhìn cái khung cảnh của cái bè bán gì mà các cháu mua nhiều quá. Anh cứ lửa đây trong nhà em còn cả không có đông quá. Cái đồ đừng bớt ra cháu. Cái này bao nhiêu? Dạ 550 chú. À 550 rộng 30. Rộng 30, 30 vuông các bạn, cao mười mấy? Cao 9 ạ. Cao 9. Cao 9 là tính đế luôn ha, tính đế luôn hay là? Dạ, không? Cao 9 tổng là cao 9 ạ. À, 9 rộng 30, 500.000 tại Trường Chinh. Cá mua một cái lấy tiền một cái chứ không có lấy tiền hai cái nha các bạn. Tại đường Trường Chinh, vâng. Rất rất đẹp các bạn, có hình lục giác, có hình vuông. Vâng, mua một cái coi như lấy tiền một cái. Và trong này cũng đồ mỹ nghệ đẹp lắm các bạn, đồ mỹ nghệ rất đẹp. Vâng, Phúc Hưng, đồ mỹ nghệ nội thất 41 Đặng Văn Ngữ, phường E Tam, Buôn Ma Thuột. Rồi mình xin qua đây các bạn. Ôi da, đi miết vào hết vòng tay gỗ trầm và gỗ xưa. Vâng, vòng tay gỗ trầm và gỗ xưa. Mình không thấy giá các bạn, mình không thấy giá. Đây là gỗ trầm mà các bạn, không thấy giá thành ra mình không review được nha các bạn. Vâng, không review được thành mình sẽ đi hết cái đoạn này các bạn. Vâng, đây là cũng ông Di Lặc. Di Lặc là cái này Phật Di Lặc các bạn, ông không có cầm vàng cầm biết gì hết nghe các bạn. Đó, ông không có cầm vàng gì hết, là mình biết ông là có. Vâng, mình sẽ quay phía bên này hoa nha các bạn. Hoa đây không biết hoa thật hay hoa giả mà đẹp quá các bạn ơi. Vâng, xin thưa các bạn là bên này là hoa. Cho chú vô tí được không cháu? Dạ, cháu mời chú ạ. À, rồi rồi. Ví dụ như một chậu này cao 60, 2, 4, 5 cành. Là hoa thiệt luôn hả cháu? Dạ, vâng, hoa thiệt ạ. À. Hoa thiệt và rất thiệt luôn ạ. Rất thiệt luôn phải không? Như cái chậu này là bao nhiêu? Dạ, chậu này là 1 triệu ạ. Chậu này gọi là hoa gì? Dạ, hoa điệp, cái này là hoàng kim ạ. Hoa điệp hoàng kim. Dạ. Vâng, một bao nhiêu? Dạ, 1 triệu. 1 triệu. Còn cái dưới này? Dạ, cái này hả? À. Dạ, cái chậu này thì 800 ạ. À, cái này 3 cành, cái kia 5 cành. Dạ. Mà cái màu hoa đây là hoa gì? Cái màu tím đó là vĩ cầm đó chú. À, vĩ cầm hồ điệp. Ồ, dạ, màu đẹp quá các bạn ơi. Dạ. Màu quá đẹp luôn. Dạ. Ê, các bạn vào xem cái vườn hoa mà
một tính ở đây mình ở đây hay ở đâu hả cháu? Dạ, cháu ở đây à. À, làm mà có một cái sản phẩm như thế này mà ra đây là Lan Đại Cát Shop. À, địa chỉ ở đâu cháu? Dạ, cháu ở trường Chinh với lại Trần Hưng Đạo một tí. À, trường Chinh Trần Đạo có thương hiệu nha các bạn, có thương hiệu Đại Cát, có thương hiệu và có số điện thoại luôn. À, đẹp lắm các bạn ơi. Đây các bạn, đây là vâng, đây là hoa đại 409377. À, đây các bạn, mình quảng cáo cho họ luôn các bạn. À, đó, đây là các bạn vô đường Trường Chinh nha các bạn. Đây là rẻ nhất là 800, rẻ nhất là dưới rẻ nhất là 500 à. À, rẻ nhất 500, có một chậu hoa để mà trang trí ngày Tết các bạn. Và trang trí ngày Tết cao nhất như cái chậu giữa đó là bao nhiêu? Dạ, chậu giữa là 4.8 ạ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, gần 20 cành. Dạ, hơn 20 cành ạ. Vâng, 4.8 mà trong đó 3 loại hoa. Dạ vâng ạ, và rồi cả chậu luôn rồi đó. À, cao rẻ nhất khu vực. Đẹp nhất khu vực. À vâng, à, chống lũ vâng, hi cả nhà vâng, tuyệt ngon anh ơi, Tết hết nè. Vâng, rất chào ba bạn đã vào đường live của mình. Thì đây các bạn, bên kia thì thôi hoa thì mình cũng quay một số rồi các bạn. Vườn Lan Hồ Điệp Như Ý. À, cháu có mời bạn bè gì không? Có mời khách rồi gì không? Lấy khăn ra đây chứ. Thôi ạ. À. Rồi chú cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn chú. Đây trường Trường Chinh các bạn ơi, mình sẽ đi xuống lại cái quán trường các bạn. Vâng, đây là tất cả những cái quan khách mà họ đi ngắm hoa nha các bạn, ngắm hoa đường Trường Chinh của ngày ngày Tết Tân Sửu. Vâng, ngày đây mình đang quay trực tiếp các bạn, đang quay trực tiếp của đường Trường Chinh. Vâng, đây cũng là tất cả các loại lan các bạn, lan hồ điệp và những lan tất cả các loại lan. Rồi qua đây mình sẽ quay cái đây là khác đây các bạn ơi. Cái đây là loại khác. À, đây là xương rồng các bạn. Vâng, tất cả các loại xương rồng. Đây các bạn, đây là xương rồng. Vâng, tất cả các loại xương rồng mà. Như ví dụ cái chậu này là bao nhiêu cháu? À, cái chậu này 150. Nó cũng có 10, hơn 10 phân, cái vuông 10 phân tròn các bạn. Có 13 phân á. Còn 150 thì cũng mới. Còn cái khác thì 4 củ này là bao nhiêu? 160. Cái 160 4 củ các bạn mà. Hoa đây là hoa thật của nó luôn nè hả? Ồ, có hoa các bạn ơi. Họ trồng bằng cái công nghệ gì mà các bạn nhìn hoa nè. Nhìn cái hoa là mình cảm thấy là sặc sỡ luôn. Và nó nhú nhú những cái hoa đó. Nó khoảng tới ngày Tết là nó nở được bao lớn cháu? Cái này trồng nở quanh năm trước. À, nó đang nở ra nhiều. À, đây là các bạn mình để gần này, các bạn nhìn nè. Cái hoa lú nhú các bạn. Một cái củ nó cũng khoảng gần 10 cái hoa đó. 4 củ là 40 hoa các bạn. 150.000. Vâng, mình đi quảng cáo cho các cho người ta nha các bạn. Vâng, mình sẽ đi xuống lại quảng trường các bạn. Vâng, đây là những du khách đang đi thăm xuân. Vâng, chào hai bạn đang ở trong đường lai. Cái rẽ mình đi phía mình bên phải, giờ đi bên trái nha các bạn. Đây là tất cả những mỹ nghệ gỗ quốc đạt chuyên mua bán các loại tượng. Vâng, đây bác Vâng, nhiêu TV, chào nhiêu TV. Các bạn chào về mấy bàn phím đi cho mình. Đẹp quá các bạn ơi. Mình hello anh Long. Vâng, Trinh Ngô rất hân hạnh, chào Trinh Ngô. Vâng, sáng nghe đi like mà không like, sáng đi rẫy phải không? Mình đang chờ Trinh Ngô mà nghe đến Trinh Ngô đi vô trong rẫy bắt gà về nhậu gì đó, thành ra là mình không vô đường like được.
đó là Nghe Sơn kênh du lịch cũng alo mình nhưng mà mình không vào được thôi. Rất cảm ơn Trinh Ngô đã mình chào bàn phím đi Trinh Ngô ơi. Mình đang quay tại đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột. Tất cả những vâng, Trinh Ngô chào nhiều nhiều. Chào Minh Nhật. Vâng, Trinh Ngô chào chống lũ. Vâng, vâng, Trinh Ngô dạ. Vâng, rất rất hân hạnh các bạn đã vào đường live của mình. Thì Tết đến năm nay chẳng có gì nha các bạn. Có tình, có nghĩa, có bố tri. Tết đến Thanh Long xin cầu chúc mong gì cuộc sống đẹp như ri. Vâng, các bạn thấy đẹp chưa? Mong gì cuộc sống đẹp như ri và những cái công nghệ mới đi các bạn. Vâng, thưa các bạn, đây là một cái công nghệ mới mà cái bàn tay sáng tạo của con người để trên bàn ông địa nha các bạn. Các bạn thấy thổi bàn chưa? Mình sẽ... Đây các bạn, rất xinh xinh. Cái này bao nhiêu cô? Hả? 90 ngàn các bạn, rất đẹp luôn. Còn như 90 ngàn là lấy tối thôi chứ còn vàng là tặng các bạn ơi. Vâng, đây là vàng là tặng ba cái thổi vàng luôn. Ở trên là có một cái biểu tượng của... của quả thơm luôn. Là thơm như Tết luôn các bạn. 90 ngàn, cao khoảng 20 các bạn. Cao 20, rộng 15. Đây các bạn, về tại đường Trường Chinh. Có một tết tối mà trưng cho ông địa. Cái trong này bao nhiêu? Cái này cao khoảng gần 30 các bạn. Cao 30 đẹp lắm các bạn ơi. Đúng ra là chung cái này họ có bao nhựa luôn các bạn, bao nhựa luôn, coi như là bao đẹp luôn. Trinh Ngô dạ vâng, rất hân hạnh chào Trinh Ngô. Mình cũng ở tại thành phố Buôn Ma Thuột nha Trinh Ngô, tại trung tâm Buôn Ma Thuột. Thì mình xin quay cái cũng là cái mùa dịch nhưng mà ở đất này cũng thấy cũng ổn nha các bạn. Thành các bạn đã biết là cái quang cảnh của cái ngày gần Tết ở tại Buôn Ma Thuột nó thế nào. Vâng, Thọ Rồn rất rồn Trinh Ngô chào Thọ Rồn Sơn du lịch, chào chị Trinh Ngô của em. Vâng, chào chị Trinh Ngô của em. Vâng, mình sẽ quay lại quán trường các bạn. Vâng, mình bây giờ mình sẽ đi đi qua chỗ vâng. Chào con sơ du lịch, chào Thọ Rồn, Mr. Thu, chào chú Long và Trinh Ngô nhé. Vâng, Trinh Ngô, chào con sơ du lịch, chào Thọ Rồn. Vâng, rất hân hạnh chào bốn bạn đã vào đường live. Cố gắng hãy theo cái khúc này để nhìn chợ hoa Tết nha các bạn. Rất khởi sắc, rất đông người và rất nhộn nhịp. Vâng, rất khởi sắc, rất nhộn nhịp cái ngày gần Tết. Bữa nay ngày âm là bao nhiêu cô? Ngày âm 21 rồi các bạn ơi. Còn 9 ngày nữa rồi. Mình chào Trinh Ngô. Trinh Ngô chào Mr. Thu. Vâng, đây mình sẽ qua cái lại cái mình bỏ xe đây lúc nãy giờ mà không biết còn hay không. Đây là những hàng ăn nha các bạn. Đây là mai các bạn. Vâng, mai. Tất cả những đẹp quá các bạn. Họ làm chia tán, chia cành đẹp quá các bạn ơi. Coi như điều riêng luôn. Đây các bạn, những cái chậu mai để mình vô mình hỏi giá thôi bao nhiêu. Rồi các bạn, quan còn chào ba bạn. Các bạn thấy ngày Tết lúc bây giờ là 8 giờ ngày 21 và thấy đông vô các bạn, cũng rất rất đông người nè. Đây là sống rồi chưa cần sống rồi. Ồ, bông đẹp quá các bạn ơi. Một cái cầm của nó các bạn nhìn. Một cái cầm nó coi như là
gần 15 bông đó. Vâng, Trinh Rô chào Mr. Thu nhé. Vâng, Thu chào Sơn và bạn Rôm nhé. Vâng, Sơn đã chào Trinh Rô và Thọ Rôm. Chào Sơn và Thọ Rôm. Vâng, đây các bạn cố gắng vô cái đường lai trực tiếp với các bạn. Bên kia là bưởi diễn đó phải không bác? Như bác ơi, tôi quay bác cho biết cái cây này giá bao nhiêu bán tại cái này 5,5 triệu các bạn, cao khoảng tính cả chậu luôn là gần 2 mét các bạn, rộng khoảng 1,5 mét là 2,5 triệu các bạn. Nó 1 chi 2 chi 3 4 5 6 7 8 9 10 chi đó các bạn, 10 chi và cao 2,5 triệu. À, 2,5 triệu hả? Vâng. À, còn cái cây bưởi diễn kia là một cây bao nhiêu anh? Năm bảy triệu. Vâng. Đẹp quá các bạn ơi, đúng là màu. Cái cây kia, cái bưởi đó là khoảng một cây đó 2, 4, 6, 8, 10, 12 gần 20 trái các bạn. Có cây 50 trái. Có cây 50 trái. À, 50 trái là cái giá nó khác chứ không? À. Đây các bạn, đây là mình xin là các bạn đừng bỏ lỡ nha các bạn. Rất mình bây giờ mình nếu mình không mua mình cũng đã ngắm được một cái hoa trong ngày Tết. Vâng, ngắm được cái hoa ngày Tết của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây các bạn, vâng, hôm nay là 21 rồi, Tết rồi, chúc Long lặn lội ra đường đi tìm người bạn tri ân, người bạn tri kỷ và đi tìm 1 km/h để chúng ta cũng rút ngắn lại thời gian mà để nhân rộng tình bạn, rút ngắn thời gian nhân rộng tình bạn và đón xuân trong ngày 21 Tết tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Vâng, đây các bạn, đón xuân tại thành phố. Để mình xin quay tí bưởi các bạn, họ bọc ngay ngắn các bạn. Vâng, họ bọc ngay ngắn rồi, coi đây cũng khoảng gần 30 trái các bạn. Đó, đây là trung quanh quảng trường. Cái quảng trường này rộng cũng gần 10 hectare đó các bạn. Đó, mình xin quay cho các bạn nhìn cái khung cảnh quảng trường tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Và cái hồ này là nước nó phun đẹp lắm, nhưng mà bây giờ này cũng gần họ mới hồi sớm chứ bây giờ họ tắt rồi các bạn. Và đây là trung tâm đây. Đó, trung tâm quảng trường thành phố Buôn Ma Thuột các bạn. Bây giờ các bạn cố gắng theo mình nha các bạn. Mình ra mình lấy xe. Rồi bắt đầu mình chạy, với lúc nãy giờ mình bỏ xe đây các bạn. Mình đi quá trời mà mình bỏ xe đây à. Mây nó cũng còn để nó chờ mình. Vâng, thành phố Buôn Ma Thuột gì thì mình đọc chưa ra các bạn. Sống xanh sạch đẹp, sáng xanh sạch đẹp. Vâng, thành phố thành phố Buôn Ma Thuột sáng xanh sạch đẹp. Vâng, nó cũng còn nằm đây các bạn. Mình xin quay ra cái quang cảnh quảng trường các bạn ơi. Vâng, đây là cái đường Nguyễn Tất Thành mà đi về ngã 6 các bạn. Nếu mà cái đường trước mặt mình đây mà lên ngã 6 là khoảng chưa quá 1 km các bạn. Vâng, chưa quá 1 km. Và đây cái hồ nước của tại quảng trường mà bây giờ nó cũng không có phun nữa các bạn. Bây giờ này cũng hơi nhiều thời gian rồi, thành ra là họ không có ý là cũng họ mới lúc sớm kìa. Bây giờ họ vâng, nhất giá một chai được không anh? Thưa quý du lịch, một chai á hả? Em cảm ơn chị Trinh Ngô. Vâng, cảm ơn Thương du lịch đã vào live của mình với Trinh Ngô. Bây giờ mình xin chạy qua một đường nữa nha các bạn. Mong tất cả các bạn kể nó ở trong
nhìn cái cảnh của thành phố Buôn Ma Thuột. Bữa nay cũng khó các bạn, cũng khó có để mà chúng ta ngắm cảnh Buôn Ma Thuột mà nó như thế này. Vâng, bây giờ mình chạy một vòng cái sự náo nhiệt của thành phố Buôn Ma Thuột. Vâng, xin thưa các bạn, đây là mình chạy một vòng của cái bàn cờ nha các bạn, bàn cờ 10 tháng 3 của thành phố Buôn Ma Thuột. Bên đây các bạn đi chơi cũng có khẩu trang hết các bạn ơi, đi chơi nhưng mà cũng vẫn bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cái mùa dịch các bạn, họ không có đi không nữa các bạn, tất cả đều mang khẩu trang hết. Mình cũng có khẩu trang nhưng mà mình review thành nên mình mở khẩu trang rồi các bạn. Vâng, mình sẽ qua bên kia bàn cờ nha các bạn, đi qua bên kia bàn cờ. Và đây đây là bữa dĩa này các bạn, ngày không dịch thì xin lỗi rất nhiều. Mặc dù như là những cái thôi thì không biết là họ còn về nữa hay không, mình cũng chưa qua đường lai. Mình kẻ đó để vô thăm cái góc đường hoa của thành phố Buôn Ma Thuột nha các bạn. Vâng, mình xin quay cái mỹ nghệ đây, mình bỏ cái mũ vô. Vâng, rất cảm ơn Sơn cho du lịch. Mình đội cái mũ vô cho nó hợp với cái luật giao thông đi, chứ mình không có mũ thì sợ công an họ cũng nói các bạn. Vâng, đây là cái những cái đường Mỹ Nghệ Trí Phú, 19 Nguyễn Lương Bằng, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk. Vâng, giữa Lương Bằng và đây họ từ Buôn Hồ lên đây 40 km nha các bạn, 40 km. Và những cái trang mà Mỹ Nghệ thì các bạn cũng đã biết rồi. Bây giờ mình xuống là hoa đào nha các bạn. Vâng, thì hoa đào mà cũng có khách mua cũng đông rồi các bạn. Và mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già, nhưng mà bây giờ là chưa thấy ông đồ mà để mà đào rồi các bạn. Vâng, lúc búp nở cũng tô điểm một hai cái cánh sắc của cây đào. Vâng, đây là khách họ cũng muốn mua để chơi trước mấy ngày Tết đó các bạn. Rồi mình xin mời tất cả các bạn đi xuống dưới đoạn này một chút, đi xuống chơi thêm cánh khác nha các bạn. Vâng, đây là tất. Vâng, chào có việc gì à, chào Mr. Thu, chào Hình đi ơi. Vâng, chào Mr. Thu, chào Hình đi ơi. Đây là Phong Lan. Vâng, đây là Mai, đây là Tắc. Rất nhiều các bạn. Cái năm ngoái là đường này là coi như kín luôn các bạn, chỉ chừa những cái cổng công ty rồi đó, cái còn gọi là kín luôn. Chứ mà năm nay thực tế hiện bây giờ cũng còn sớm hay sao đó, mình chưa biết. Chứ mà gọi là so với năm ngoái thì bây giờ cũng còn 1/3 thôi các bạn. Được, vâng, đúng là 1/3. Rồi mình quay lên các bạn, mình quay lên bên đây xuống cái này nó cũng hơi vắng rồi. Vâng, đây là đường Trường Chinh nha các bạn, đường Trường Chinh thành phố Buôn Ma Thuột. Tất cả những cái hoa mỹ nghệ để trưng bày cho ngày Tết Tân Sửu mà lúc nãy giờ mình chưa thấy một người ở Huế, có một người ở ngoài Huế đem hàng vào bán thôi. Chứ còn cũng đa số là người ở trong Đắk Lắk. Vâng, đa số là người ở Đắk Lắk. Vâng, đây là những chậu thấy đẹp cho. Vâng, chào Hình Đi ơi. Vâng, chào Hình Đi ơi.
Vâng vâng, rất cảm ơn Hồng Đức đã vào đường live của mình. Mình cũng xin chúc Hồng Đức sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Mình sẽ đi một vòng đây nha các bạn. Vâng. Hồng Đức là ở trong quán phú nhưng mà không ra được thì thôi, để mình thay mặt cho cái buổi live này mình giới thiệu. Đây là cái bàn cờ Hồng Đức ơi. Đây mình sẽ đứng lại mình review hết cái bàn cờ cho Hình biết là cái sự nhộn nhịp của ngày 21 Tết ở Đắk Lắk nó thế nào. Hình nói cũng ở Đắk Lắk nhưng mà thực tế là cũng ở cách đây cũng hơi mấy chục km thôi, nhưng mà chưa biết thấy cảnh 21 Tết nó đông như thế này đâu. Đây các bạn, cái chỗ này là chỗ bánh pháo hoa này nha các bạn. Vâng, chỗ bánh pháo hoa. Bạn đã kiếm chạy chữ gì đó mình đã chạy mất rồi. Đến đây mình chạy qua đây hình như cái gì đây mà họ bao ni lông kỹ quá các bạn ơi. Cây đây cũng đào. Đây là đào ở đây hay đào ở đâu đem về chú? Đây các bạn, họ bao hết các bạn. Chắc có lẽ là họ đi xa đó, họ đi xa thành ra là họ bao hết cho nó bảo đảm nó không rụng khô đó các bạn. Rồi. Tất cả cái cánh mà vâng chào các bạn ra vào đường la nha, mình xin chạy qua ra chỗ này nó đông hơn các bạn ơi. Và tất cả cái vườn hoa Tết của sân gọi là quán trường hoa Tết để trưng bày cho ngày Tết của người dân Đắk Lắk chào năm Tân Sửu con trâu. Và các bạn nhìn những cái khu vườn hoa này để chúng ta cảm nhận được cái không khí Tết của cái năm Tân Sửu này. Vâng, cảm nhận được cái không khí Tết tại Đắk Lắk cũng là cái mùa đó hơi có vẻ dịch rồi các bạn. Vâng, mùa cũng hơi có vẻ dịch. Nghe nhạc mình chạy nhanh các bạn ơi. Nghe nhạc mình chạy nhanh thành cơ sở nó vô nhà con này nó nhà mạng họ cũng không cho các bạn. Vâng, các bạn thấy nó đông chưa? Cái không khí Tết ở Buôn Ma Thuột cũng đang khởi sắc rồi các bạn. Vâng, đang khởi sắc không khí Tết Buôn Ma Thuột. Vâng, rất chào con chào hai bạn đã trong con đường lai, mình sẽ đi một vòng các bạn ơi. Cái gian hàng này mình chưa vô nè, đáng tiếc nha các bạn. Vâng, mình sẽ quay đá cũng gọi là đá quý đó các bạn, cũng có loại đá quý mà cũng loại đá thường, casino rồi đó các bạn. Mình vâng, để mình xin các bạn mình cho xe này nó ghế cho lại chút. Vâng, đây là hoàn cảnh đó các bạn. Để mình vô mình quay cái hàng mỹ nghệ đá cho các bạn xem một chút. Đây là của mình ở đây hay là ở đâu đem lên cháu? Ở Đắk Lắk mình hả? Đà Lạt á hả? Vâng, mình sẽ review cái bông ở Đà Lạt cách đây khoảng 200 km. Họ về đây các bạn. Cái đây là cây gì cháu? Đỗ quyên chú. Đỗ quyên các bạn. 200 km nha các bạn. Vâng. 200 km em lên đây.
Như một cái chậu, cái chậu này là có bao nhiêu cháu? 220 mà các bạn thấy bông không các bạn? Nếu tính ra cái nở và chưa nở cũng có ngàn cái ngàn nụ hoa các bạn, hơn cái ngàn nụ hoa. Tại vì những cái nhú này nó chưa ra đó các bạn, cái ngàn nụ luôn. Mà nó cũng thấp chứ không cao, cái này để trên bàn được. Cái này còn cao cũng 40 rồi các bạn. Cao 40, rộng 30. Mấy trăm? 220 các bạn. Cái này 220 để trên chậu đó đẹp quá. Chào Hình Đuôi ơi. Hình Đuôi ơi, chào Băng Băng. Vâng, tiếc không được đi. Vâng. Vâng, rất cảm ơn các bạn đang ở trong đường live của Thanh Long. Thì mình xin gửi lời tri ân đến các bạn để thưởng thức cái không khí Tết của Đắk Lắk. Vâng, Tết, đây là tất cả đổ nguyên hết hả cháu? Dạ. Vâng, đây là đổ nguyên ở Đà Lạt các bạn ơi. Do mình chạy nhiều quá đây các bạn cũng không còn nhiều. Và mình sẽ qua cái gọi là gian hàng đá quý. Vâng, mình sẽ qua gian hàng đá quý. Cháu ơi, cho chú quay tí nha. Vâng, đây là tại đường Trường Chinh nha các bạn. Cơ sở mỹ nghệ đá phong thủy Ngọc Đạt. Địa chỉ là 383 Nguyễn Văn Cừ, 383/38 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ví dụ như cái đá đây là gọi đá gì? Thạch anh hả? Cẩm thạch đó hả? Đường kính nó khoảng 40 tròn các bạn. Và có cái đồn ở dưới nữa nè. Cái này là bao nhiêu cô? 8 triệu. Vâng, thưa các bạn, đây là thạch anh các bạn. Cẩm thạch, xin lỗi, đá cẩm thạch. Cái đồn nó là 50 và cái tròn ở trên là 40 tròn. Vâng, mình sẽ review tất cả cái gian hàng đây cho các bạn biết là tại... Đây các bạn, vâng, đây là một con cốc nha các bạn. Đây là cốc và cẩm đá cẩm thạch luôn. Cơ sở mỹ nghệ đá phong thủy Ngọc Đạt. Vâng, nằm tại đường Trường Chinh nha các bạn. Các bạn có cảm thấy... như một cái viên tròn này là bao nhiêu? Cái này cũng 10 phân tròn các bạn. Và cái đế của nó là bằng gỗ các bạn. 200.000. Vâng, còn cái lớn hơn là mình cứ nhân lên các bạn. Lớn hơn mình cứ nhân lên. Và mình sẽ quay ra. Cơ sở tại 383/38 Nguyễn Văn Cừ, cũng ở đường đi Nha Trang gần cái số 3 đó các bạn, gọi là đường gần cái số 3 bến xe cũ đó. Nhiều quá các bạn ơi, nhiều quá, quá đẹp luôn, rất nhiều. Như cái đen đen mà nó tam giác kia là đá gì cô? Đen đen hả? Thạch anh đen. Đó là tự nhiên. Tự nhiên mà mình về mình bằng làm bóng qua lại thôi. Là cái cao này là cái thạch anh đen đây là bao nhiêu cô? Thì các bạn. Rộng hơn 20, cao cũng gần 40 đó. Cái thạch cẩm thạch đen đó là cái đó bao nhiêu? Cái đó là 2 triệu một ký. Thạch anh đen. 2 triệu một ký. Tính ký hả không? 2 triệu một ký các bạn. 2 triệu một ký mà cái này tính ra chắc là lại cũng khoảng 6-7 ký á. Chục triệu. Chục triệu đúng rồi. 5 ký. Đây 5 ký và cái đế bằng gỗ phải không? Đế gỗ, sợ gỗ luôn. Nó còn cái dáng tự nhiên không? Đế gỗ, rễ gỗ hương. Cái trắng đó là tự nhiên nó. Tự nhiên của nó, nó mọc theo từng búp, bắt đầu mình nảy ra. Nó có 6 cạnh tự nhiên gọi là lục giác. Nó đây là lục giác thạch anh đen.
khoảng 10 triệu. Cái trên này nó lớn hơn chút thì nó cũng hơi cao. Cũng, số lượng ký cũng bằng nhau. À, khoảng 10 triệu các bạn. Cái đây mà để trên bàn, chân trên bàn thì rất đẹp. Về phong thủy tức là nó đẩy đi từ trường 6. À, những cái vân nếu mà về phong thủy duy tâm mà gọi là trừ âm khí tà khí canh gác đốt tử. À, trừ âm khí tà khí mà nó có phong thủy trong nhà này bác. Này nó còn với là mạng thủy, mạng thủy mạng mộc, mạng thủy sinh mộc, đen xám sửa được. Như cái này là cũng tất cả bằng cẩm thạch hết hả? Cái đó là cẩm thạch còn gọi là sạc bánh tinh. À, màu đẹp quá các bạn ơi. Con đó ta gọi là màu thổ cẩm. À, màu thổ cẩm có nhiều nghĩa là nó nhiều màu. Có nhiều màu đó, viên này đỏ đủ màu không? À, viên này có thể dùng cho kim mộc mã thủy thổ 12 con giáp, mạng nào cũng hợp. Là đa sắc. À, đẹp quá các bạn. Nó đúng là tự nhiên mà nó hồi xưa nó ra nó nhiều hình thù lắm, mình về mình làm tròn lại chứ. Đúng rồi, nó là một cái tảng đá khô rồi thợ cắt. À, thợ cắt ra cắt ra và tạo dáng. À, là cô cũng là chú ở đây. À, hả đấy con. Ví dụ như một con kỳ lân này bao nhiêu? Một cặp này thì là 4 triệu. Đây là thợ của người Bắc, miền Bắc mình họ đục bằng thủ công. À, đục bằng thủ công. Dài khoảng gần 30, cao 20. Dài khoảng 30. Dài 35. Ừ, dài 35 rồi. Còn cái bát giác này. Đây là viên giác. À, lục viên lục giác tức là nó có 6 cặp. À, là lục giác. Cái này cũng tính bằng ký luôn đó hả? Anh tính bằng ký luôn. À, đây. Nó là viên bi tròn. À, đây các bạn. Chị, cái này gọi là bảy viên bi tượng trưng cho bảy vì sao, gọi là thất đậu bát tinh quân, bảy vì sao trên bầu trời á. Rồi. Nếu mà nói về phong thủy là chiếu mệnh cho 12 con giáp. Coi như sao thất tinh đó. Thất đậu bát tinh quân, thất là bảy rồi. À, bát tinh quân là cái gì, bát là sao đậu. À, hồi xưa mà Gia Cát Lượng người ta dùng cái quan mà về thất đậu bát tinh quân hả? Thất đậu bắc tinh quân là 7 vì sao cho 12 con giáp chỉ qua chỗ kia chị ví dụ như cái đó cũng tính bằng ký luôn. Cái này á hả? À, này tính bằng ký. Tất cả những hàng tính bằng ký. Ví dụ như cái màu mà màu xanh lục ở giữa đó là sao? Với so với màu này. À, màu xanh này á là gọi là đắc cảnh. À, tạo dáng là hình cảnh. Thì tượng trưng như là một cái tán lá, lá to, thì người ta nói là che chắn, là bảo vệ. À, màu xanh là phát triển. Ừ, sự nghiệp đi lên. Còn cái kia là giá nó là thế nào, hai cái giá nó thế nào? Loại này thì nó là cái loại này là cái đô thì Đắk Nông thì nó là 300 một ký, mà cái loại này thì nó chỉ có 200 một ký thôi. À, cái loại kia là ngũ sắc nó nhiều hơn. Cái này là Casidon, còn này là gọi là Serpentin. À, còn này là gọi là thạch anh. À, thạch anh trắng, thạch anh hồng đó. À, cái kia là trắng đó là thạch anh hết. Tinh thể của nó mình chỉ đánh bóng thôi. À, có dáng của nó là có lục dáng 6 cạnh rồi. Cái này lấy ở nước nào hay ở Việt Nam? Ở Việt Nam mình hết. Nó ở núi nào? Cái đáng chắn này nó thường thường xuất hiện ở Cam Ranh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. À, Cam Ranh ở gần gần đá đĩa rồi đó. À, gần đá đĩa Phú Yên. Ở Phú Yên á là có một cái ngọn núi mà đang ở cái hạn này người ta vô cái ừ, cái này nhìn giống mình gỗ quá phải không? Nhưng mà cũng là vùng đá này là sạch minh tinh. À, nè, cái này là cái này là thuộc về vùng miền Bắc. Cái giá trị của nó cái này là hơn cái này phải không? Nó bằng nhau. À, bằng nhau. Giá trị thì nó mắc. À, cái này giá trị thì nó cao hơn. Nó ngang ngửa với anh em. À, mà đá mà càng độ trong nó càng nhiều thì giá trị nó càng mắc. Ví dụ như viên này nè, giá trị nó trong này mình là một cái bút này nó chỉ còn được cái chót cái này nó trong thôi, mình cắt được cái nhiều thì như mình bỏ hết thì như cái này nó sẽ mắc. À, nếu như mua nguyên quốc thì nó là rẻ hơn. Càng trong là càng đắt. Như ví dụ cái màu xanh này, màu xanh này thì là nó thuộc là thủy tinh, đá thủy tinh núi lửa. À, nó dạng là của đời đời nhân tạo chứ không phải là thiên nhiên. À, như cái này cũng là nhân tạo luôn hả? Nhân tạo nó đây nè. À, cái nhân tạo là nhìn nó có, chứ không nếu có vân thiên nhiên á
nếu mà thiên nhiên cái này thì giá này ta tiền tỷ. Đúng rồi, nó không có cái sớ của nó. Còn cái bạn mình này đang mà đá đen mà nó hay có những tiền vết và cái cặn bã đường thớ của nó đó. À. Đúng rồi. Còn về nhân tạo thì nó trong quay không, nó trong vắt. Ví dụ như cái viên mà viên là hình người hình áo người đồng bào đó, là cái viên đó với viên kia nó à giá trị nó vẫn bằng nhau hay sao? À. Tùy theo màu sắc, viên bi nó hoàn thiện thì nó mắc hơn, mà cái loại nào nó xấu xấu thì giá thì nó rẻ hơn. À. Cái này là thuộc về dòng đá của Đắk Lắk. À. Mỗi màu đá là đại diện cho mỗi tỉnh. À. Đúng rồi, đúng rồi. Như cái ý là cái mỏ nó như ngoài Đà Nẵng là nó. Ở đây không có đá Đà Nẵng, ở đây chỉ có Gia Lai, Đắk Lắk nè, Kon Tum nè, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông. Hình như Đà Nẵng là người ta họ làm lâu quá rồi nó bị hết thì sao, chứ Đà Nẵng nó có bó đá đặt anh không có, nó không hết, nhưng mà mỗi nơi nó có một cái nguồn đá nó khác đâu. Đó là có thạch anh hồng này, nhưng mà đá nó mềm hơn, nó không biết đạt tiện được. À. Còn đá này là đạt tiện thôi, là lỗ nó giòn. À, bế. Cách đây khoảng 30 năm tôi ra ngoài Đà Nẵng là cái vòng cắm thạch đó là cũng ngoài núi chùa Nối Nước á, ở bác chùa Nối Nước á. Nói chung là cắm thạch đó là nếu mà tốt nhất là chỉ có ở Trung Quốc. À. Trung Quốc hay mỏ cắm thạch. À. Trung Quốc đó họ là nói chung nhiều khi họ cũng nhiều cái hàng họ tinh xảo hơn, vì nó phát triển cái nguồn đá nó không chịu được lâu đời rồi. À. Còn mình sau này thôi. Nhưng mà những hàng của Trung Quốc thì người ta tự nhiên Trung Quốc là đồ dộn. Đúng rồi. À. Vì nó ở mỗi tỉnh, mỗi đất nước có một cái mỏ đá. Mà đây có cái loại đá nào của nước ngoài hay là của đây là Belize. À. Mình mua hàng của họ về thợ mình làm. Cái này giống như casino rồi phải không? Không, thạch anh hồng. À, thạch anh hồng. Đây là đá Belize, cái màu nó đậm hơn, còn đất đá mình. Cái này 23 kg các bạn. 23 kg. 22 kg. À, mà nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 600. 600. À, 12 mấy cho con anh em là 24 triệu thôi chú. À, 6 à... Đâu, à, cái này à, cái triệu. À. Đây là cô nói đá gì? À, thạch anh hồng. Còn dưới này thì chắc có lẽ nó. Cái giá nó cũng rẻ hơn phải không? À. Nhìn đôi. Nhìn màu đẹp quá các bạn ơi. Đây là tại đường Trường Chinh các bạn. Đường Trường Chinh chợ Xuân, đường Trường Chinh thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Tại đường Trường Chinh gần bàn cờ đó các bạn, đi lui lại bàn cờ về ngã 6 đó. Đây là mấy tại đây là mấy quầy như thế này. Chắc có một quầy này phải không? Một quầy này không, có một quầy bên kia. À, ba chị em. Hai sắp đứng rồi tặng luôn. Ví dụ như chị ra, chị nói cái chuỗi kia đi chị. Để cho các bạn biết. Đã bo này đúng không? Ví dụ như cái chuỗi thạch anh trắng này là bao nhiêu? À, 500. Không có rớt mà cháu cái nào cháu mua với giá chưa? Chị vào đây giáo, vào coi xem đi. Đây là những cái mặt này các bạn. Vâng. Có cá nhẫn luôn các bạn ơi. Có cá nhẫn luôn, có cả hộp mang cố luôn. Đây các bạn. Có cả đó. Là trang trí trang sức mang tây các bạn. Trang sức mang tây, mang cố. Vâng, trang sức mang tây mang cố. Và cái này là bao nhiêu một cây này? Đây là 2 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. À, 2 triệu rưỡi. Đây là cây đá đa sắc, tức là tương hợp 12 con giáp. À, cái cây này cũng bằng đá luôn hả? Cây này đất bằng xi măng. À. Đây là hoa đá.
À, đẹp quá các bạn ơi. Đúng rồi, bằng tay nghệ nhân mà làm lên như thế này à. Gọi là trang trí cả mấy năm luôn. Cách... Đúng rồi, khi nào mà đuổi là mình dội nước nè, từ nước tôi. À, lấy cái mình xịt nước là nó. Trong nước là làm cái khoan, cái lỗ, từng cái cá này à. Cái công khoan đó là nó như là lúc nãy nói bông gì mình quên mất rồi các bạn, nói bông gì mình quên mất rồi. Thôi bây giờ mình mời tất cả các bạn tiếp tục đi lên chỗ này nha các bạn. Bốn trăm lúc nãy nói cây đó là hôi gì cháu. Và tiếp tục mình sẽ đi tiếp cái hạt nó khác nhau, cái đá đó cũng nhiều tiền á. Tiếp giờ giống như ngà voi các bạn ơi. Và đây tất cả những cái mặt hàng mà mời các bạn tiếp tục theo mình nha các bạn. Theo mình xem chợ hoa Tết. Đây là những cái ví đẹp đẹp của người phụ nữ. Vâng, xin mời tất cả các bạn là hãy bên kia đường các bạn. Bên kia đường nó mới có hoa chứ bên này không có các bạn. Vâng, mình xin quay lại các bạn ơi. Mình xuống mình quay, hình như dưới kia có bộ ngà voi đó các bạn. Cái bộ ngà voi mình thấy hình như cũng chắc họ cũng làm được đá các bạn. Ô, đẹp quá các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Đây là của mình đá. Đá hình như là họ đó các bạn. Ồ. Cái này bằng đá hay là mình bột mình làm ra anh? Hả? À, bột mình đúc khuôn ra. Rồi. Cao đó là bao nhiêu? 3,5 đúng rồi, mình đúc cái nó hơi rẻ phải không? Nhưng mà đá thiệt, một tường nó mất rồi đó. Đá thiệt á hả? Đá thiệt thì cái đó cũng phải mấy triệu chứ, đúng không? Cái công nó nhiều á. Bà Phật Quang Âm kia là bao nhiêu? Bà Quang Âm chỗ cái nhà voi á. 600 cao khoảng 50. Đúng không? Cao hơn 50 một tí. Đó, cao 50 rộng khoảng 20 các bạn. 600. Bằng đá luôn. Vâng. Tại đường Trường Chinh các bạn. Vâng, tại đường Trường Chinh này các bạn nào có muốn mua anh Hồng. Có chắc. Đẹp quá các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Gỗ. Trong này là bỏ mức 5 món nha các bạn. Như cái này là bao nhiêu? 2,6 hả? 2,6 2,6 đường kính nó là 50, rộng gần 30, cao khoảng 10, cao 10 500 hả? 2,6 xin lỗi, 2,6. Đẹp quá các bạn. Để gỗ gì? Đẹp quá, đẹp luôn. Còn cái tròn đó là tròn luôn chứ không có mớ nắp được phải không? Cái to á. Dạ, cái to là cái bình thôi. Cái đó cũng để hạt dương.
chưa được chân luôn. À ra chỗ Trường Chinh các bạn, nội thất xưởng Tú Anh, nội thất công nghệ giá xuống, mua bán đồ gỗ mỹ nghệ. 226 à, 226 Hùng Vương gần đây các bạn, 226 Hùng Vương à, gần gần đối diện Đại Hùng, đối diện Đại Hùng đó. Để phát rồi, cảm ơn em nha. 20 ra tại đường Trường Chinh các bạn, Trường Chinh mua một món về trưng bày Tết. Vâng, mình đang đang trong đường live trực tiếp các bạn ơi, đường live trực tiếp các bạn nào cũng ránh ránh chạy vào đây để mình sẽ quay hết cái cảnh của chợ Tết, chợ hoa Tết ngày 21 Tết. Vâng, đang live trực tiếp các bạn. Qua bên đây là đường Lê Thánh Tôn các bạn, Lê Thánh Tôn. Để cái nhạc nó có nhạc là chạy cho nó nhanh tí cho không các bạn. Chỗ này quán cà phê đẹp quá các bạn, quán cà phê quá đông luôn, nhìn không gian đẹp quá. Quán này của người quen này các bạn. Hello. Ủa không phải. À bạn nghỉ rồi à? Bà bán cho à đây bà trong kia chứ. À sinh tố, nước bia, cà phê, ép chè, da ua. Tại Ngô Quyền với Ngô Quyền Trần Trần Quang Khải. Vâng. Hello đi. Hi. Đang trực tiếp á Tư. Đây là tất cả những món có gì mình bóc miếng các bạn. Để giờ đi nhiều bóc cái cốc được rồi. Các bạn ơi, mời tất cả ăn cốc với mình nha các bạn, mình ra mình ăn cốc. Để mày ăn được luôn không? Cần gì gọt phải không? Có cái nào lấm mía lừa được không ta? Thế hai? Dạ được. Cái nào đâu? Cái trái gì? Hả? Cái trái gì? Thì cái gì lấm được thì lấm cái trái gì? Đó, cái cốc đó ăn đi. Được các bạn, mời các bạn nha. Mình ngon các bạn ơi. Nó chua. Chua chua. À, mẹ đâu? Mẹ bán cái kia. Như nào? Mẹ cho củ thôi chú. Cái chỗ mà cây đó à, con mình bán đó hả? Tư. À, Tư rồi rồi. Đây là Trần Nhật Dược với Ngô Quyền. À, quán quen nha các bạn, mình vô đây mình khóa biết à. Bây giờ mình đi vòng. Vâng. À, Trần Nhật Dược, Trần Ngô Quyền, Trần Nhật Dược. Rồi mình làm một vòng mình đi nữa. Đây là cũng bàn cờ ở trước nha các bạn ơi. Vâng, đây là bàn cờ đây. Rồi mời các bạn tiếp tục theo mình. Tiếp tục theo mình nha các bạn. Mình sẽ đi một vòng nữa. Lên cái quán đi chơi và kiếm nước mình uống. Vâng.
mời các bạn theo mình. Không có cả. Các bạn vừa vô cái nước mía mình uống sạch. Đây là cờ đây các bạn ơi. Có chứ. Đây các bạn, đây là người bạn thân tình của mình nha các bạn. Người bạn thân tình, hello. Giới thiệu tên đi, đang quay trực tiếp nè. Đang quay trực tiếp mình nói chuyện gì với hai là người anh nói hai là chào các bạn. Hai hello đây, tại bằng cờ quay trực tiếp mà nó mở ra cờ, tại bằng cờ bà này bà bán coi như là cái bằng cờ này là nhà của bà các bạn, coi như bà quản lý. Bây giờ nói là cảm ơn tạo điều kiện cho dân buôn bán khổ quá mùa dịch. Chứ nếu mà những người ra đây họ ăn cái gì, vừa có người phục vụ chứ. Dạ đúng rồi. Người nhà nước cả mình ra đây mình thay mặt cảm ơn những người bán như thế này. Là cảm ơn những người bán như thế này nè. Đúng rồi. Đúng rồi, cảm ơn những người thức đêm thức hôm đó phục vụ cho những người họ rong chơi của ngày 21 Tết. Có những món ăn như họ mới đi được chứ. Đây các bạn, đây là chung quanh quang cảnh bàn cờ của lúc ngày 21 Tết. Vâng, mình xin review tất cả cái quang cảnh của ngày 21 Tết đó bàn cờ các bạn. Mà cũng vì nó hơi dịch thành ra là nó cũng hơi ít người nghe các bạn. Chứ nếu không dịch thì chắc có lẽ là bàn ghế là coi như là chặt cứng luôn. Vâng. Ấy là bàn ghế, không có dịch nữa cũng không có làm bàn ghế nhiều để cho nó cũng vẫn rất là đẹp đẽ ở quảng trường. Dân này kiếm sống chút chút ăn miếng cơm, con mua bánh chấm đồ Tết cho con. Đứng lên nói tôi quay chứ. Đứng lên. Đang ăn thì ăn nhé. Có nước mía không? Không có nước mía à? Dạ có. Có hả? Có ở đâu? Thôi làm bánh mì đi. Bà Hạnh là đâu có bánh mì á bà Hạnh? Có bánh mì không? Mì không anh. Giờ muốn làm cái gì ta? Thôi mình đó mình quay những vòng nữa cái đã rồi mình xin xuống like các bạn ơi. Tại vì thôi cái xe con đó là cái này không quay con nít được. Không quay con nít được thành ra là không vô xe con được. Vâng, tất cả cái chung quanh quang cảnh bàn cờ các bạn. Xe là chuẩn bị xuất bến nhưng mà không có khách các bạn ơi. Vâng, xe tất cả là hàng xe kia xuất bến mà không có khách. Lý do là cũng cái mùa Covid nha các bạn, mùa con vịt. Vâng, đúng là mùa con vịt thành ra là họ cũng ít cho các cháu đi ra ngoài này. Chứ nếu mà không có cái mùa con vịt này thì chắc chắn rất. Con vịt, tôi nói con vịt cho ai nói con vịt đâu. Cái mùa con vịt thành nó hơi vắng. Hả?
Dạ không có gì ạ. Nó hơi vắng nha, nếu mà cái mùa này mà không có mùa con vịt là là đông lắm. Bây giờ lại đứng chung là làm tí để lên mạng đi. Hả? Đang ăn tôi bỏ ra chứ không có giờ nào cũng quay được đâu. Đâu có giờ nào cũng quay được. Đang trực tiếp nè, có thấy chữ trực tiếp chưa? Rồi bây giờ mình chào các bạn đi. Chắc cái lễ mình xuống like chứ giờ lúc nãy giờ cũng hơi lâu lâu rồi. Vâng, bây giờ mình mượn cái quán mượn cái quán trường ra đi. Đó, nay là đại diện chú ra quận cơ. Chú giúp bà con kiếm miếng sống. Bà con lên mạng nhờ các cán bộ giúp cho bà con kiếm miếng cháo ăn cơm. Vâng, mình thay mặt người dân mình cháu cách mà để đi đi gọi là đi du xuân đó các bạn. Vâng, đi du xuân mà có những cái bữa ăn tối nhẹ nhẹ như thế này để phục vụ cho cái bao tử và chúng ta đi tiếp. Chứ nếu mà không có những người bán hàng ăn này thì chắc có lẽ cũng hơi mà chúng ta khó đi chơi tiếp các bạn. Thì thôi, trên đường lai này Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn. Chúc tất cả các bạn, mình quay lại cái quán cà phê đi các bạn. Quay cái quán cà phê này để mình chào một tí cho nó gọi là nó xôm tụ đi. Các bạn thấy nhìn những quán cà phê đẹp không? Vâng. Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn. Chúc tất cả các bạn sức khỏe. Trong 9 ngày nữa là mình nhận thêm một túi mới. Và xin hân hạnh thân chào các bạn. Vâng. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin bye bye. Quán nào? Ở đó, đang quay đó. Đẹp quá các bạn ơi. Ồ. Quán đúng đẹp luôn á. Đó. Đẹp quá, nhìn phong cảnh nó rất hữu tình các bạn. Rất vô đó ngồi chơi rất đẹp. Rồi thôi mình xin kết thúc nha các bạn. Kết thúc buổi live ở đây và xin chúc tất cả các bạn còn mấy ngày nữa đón một mùa xuân ấm áp, vui tươi và hạnh phúc. Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn. Tết đến năm nay chẳng có gì, có tình, có nghĩa, có cố tri. Tết đến Thanh Long xin cầu chúc mong gì cuộc sống đẹp hơn đi. Vâng, xin thân chào các bạn.